Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2486, giữ mạng quan trọng hơn 4. Vợ chồng Triệu Tĩnh và Đinh Triệu Dũng cũng dẫn con từ Đông Giang về thăm người thân, người một nhà đoàn tụ tất nhiên rất hòa thuận vui vẻ. Trương Dương về nhà, mông còn chưa ngồi nóng thì bí thư huyện ủy Xuân Dương Kiều Bằng Phi và cục trưởng công an huyện Xuân Dương Quách Nhược Vọng đăng môn bái phỏng. Trương Dương vừa nhìn đã biết hai người vì công sự, mời hai người bọn họ ra phòng khách ngồi. Kiều Bằng Phi vẻ mặt nghiêm túc, sự kiện thanh toán nhau phát sinh ở Thanh Vân Trúc Hải lần này tuyệt đối là đại án, căn cứ vào tình huống nắm giữ được trước mắt thì ở hiện trường tổng cộng tìm được 46 cỗ thi thể, thân là người đứng đầu huyện Xuân Dương, hắn ít nhiều cũng phải gánh vác một số trách nhiệm. Quách Nhược Vọng giới thiệu một chút tình huống với Trương Dương. Sau đó nói, Bí thư Trương, tôi lần này tới đây là muốn tìm hiểu tình huống hôm ấy, nếu có thể thì tôi còn muốn mời An Ngữ Thần tiểu thư về cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Trương đại quan nhân lắc đầu, chuyện này không liên quan tới chúng tôi. An Ngữ Thần lần này tới chỉ là để tham gia lễ tang, giữa cô ta và An Đạt Văn đã sớm phân rõ giới hạn, lần này Hắc Bang thanh toán nhau không liên quan gì tới cô ta cả. Quách Nhược Vọng nhìn về phía Kiều Bằng Phi, Trương đại quan nhân ở Xuân Dương uy danh thịnh, không ai dám không nể mặt hắn. Quách Nhược Vọng tuy rằng là cục trưởng công an nơi này, nhưng hắn cũng phải nhìn sắc mặt Trương Dương. Kiều Bằng Phi nói, lão Quách, thế này đi, để tôi nói chuyện riêng với bí thư Trương, về phần chuyện của An tiểu thư. Dù sao cô ta hiện tại vẫn đang ở Xuân Dương, muốn tìm hiểu tình huống lúc nào chả được. Quách Nhược Vọng nghe Kiều Bằng Phi nói như vậy, chỉ có thể từ bỏ, hắn đứng dậy cáo từ. Trong phòng khách chỉ còn lại Trương Dương và Kiều Bằng Phi thở dài nói, Trương Dương à Trương Dương. Lần này anh lừa tôi đến khổ. Trương Dương cười nói, tôi không cảm thấy vậy, Hắc Bang Cảng Đài sống mái với nhau ở Xuân Dương, đối với anh mà nói nên là một công lớn, anh nên cảm tạ tê mới đúng, sao lại oán giận tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Bằng Phi nói, anh đúng là không phúc hậu, ngày hôm qua bảo tôi bật đèn xanh cho anh tới khách sạn Minh Châu, lúc ấy anh chắc biết có chuyện xảy ra, vì sao không rõ nói với tôi. Trương Dương nói, anh là bí thư huyện ủy Xuân Dương, bận trăm công ngàn việc, sao có thể để tâm tới loại việc nhỏ này. Kiều Bằng Phi nói, mắng tôi phải không, tôi mới là cấp ban, anh thì lên phó thính rồi. Trương Dương nói, luận cấp bậc thì tôi hiện tại quả thực cao hơn anh nửa cấp, nhưng nói tới phát triển tiền đồ thì tôi không bằng anh. Anh đừng khiêm nhường, sao anh cứ vừa khiêm tốn là tôi liền cảm thấy anh rất hư ngụy, chắc không phải đang nói móc tôi chứ. Trương Dương cười vỗ vỗ vai Kiều Bằng Phi, Bằng Phi, tôi nói thật với anh nhé, trong nước chúng ta làm quan chú ý tới truyền thừa, chú ý tới căn gốc thẳng mầm đỏ, phương diện này tôi ở thế yếu rồi. Kiều Bằng Phi xì một tiếng khinh miệt, anh nói như vậy tôi đa triệt để minh bạch là anh đang nói móc tôi rồi. Trương Dương nói, tôi nói thật à, anh đừng tự kéo mình xuống. Kiều Bằng Phi nói đến bối cảnh thì anh cũng không kém, cha nuôi anh là đương kim phó thủ tướng của Quốc vụ viện. Tôi thấy ông ta không lâu nữa sẽ phủ chính. Trương Dương cười nói, đến phiên anh nói móc tôi, Bằng Phi, tôi nói thật, tôi hiện tại càng lúc càng không có hứng thú với làm quan, tôi nghĩ, ngã y tháng tôi ở trong quan trường cũng không còn lâu nữa. Kiều Bằng Phi nói, đã sớm nghe nói anh có ý định từ quan rồi, thấy anh đúng là hạng người không thích giang sơn thích mỹ nhân, nhưng là anh em tôi nhắc anh một câu, một nam nhân không có sự nghiệp rất dễ bị nữ nhân khinh thường, anh chắc không định bám váy Sở Yên Nhiên chứ. Trương Dương bởi vì lời nói của hắn mà bật cười. Kiều Bằng Phi nói, cười cái gì, cười cái rắm. Thật đó, tôi rất tiếc cho anh trên sĩ đồ có tiền đồ rất lớn, cứ vậy vứt bỏ thì rất đáng tiếc. Trương Dương nói, không phải vứt bỏ, chỉ là muốn thay đổi cách sống. Kiều Bằng Phi nói, nhân sinh không có bao nhiêu cơ hội quay lại dâu, một bắt đầu tốt như vậy lại bỏ đi không cần, còn định mở thiên địa mới ư. Trương Dương nói, tôi sẽ cân nhắc ý kiến của anh. Kiều Bằng Phi nói, không cẩn thận thì thiếu chút nữa lạc đề rồi, đúng rồi, anh vẫn chưa nói tường tận chuyện hôm nay với tôi. Trương Dương nói cái gì? Người chết tuy nhiều, nhưng chuyện này lại vô cùng đơn giản, nói trắng ra chính là một đám xã hội đen cảng đài chó cắn chó báo thù nhau. Người chết An Đức Uyên lúc sinh tiền là lão đại của Tín Nghĩa xã Đài Loan, hắn không giao quyền lực trong tay cho Hoàng A Thái, mà chọn hiền năng khác, cho nên Hoàng A Thái ghi hận trong lòng. Xuất lĩnh một đám thủ hạ tới Xuân Dương chúng ta, lựa chọn ngày hạ táng An Đức Uyên thì triển khai trả thù. An Ngữ Thần không có liên quan gì tới chuyện này cả, nguyên nhân cô ta ở hiện trường là cô ta là cháu gái của An Đức Uyên, chú chết,
cháu gái tới nhiên phải tới phúng viếng, tôi xuất hiện ở bên cạnh cô ta là vì An nữ thần là đồ đệ của tôi, An lão là bạn vong niên của tôi, vì họ nên tôi cũng tới trước mộ An Đức Uyên dâng nén hương, có đúng không? Tiểu Bằng Phi nói, anh nói thì đơn giản, nhưng 46 người chết. Đây là đại án, vụ án này lại phát sinh ở Xuân Dương, cấp trên khẳng định sẽ mắng tôi. Trương Dương nói, anh sợ cái gì? Loại chuyện này là tai bay vạ gió, cũng không phải vụ án của bản địa Xuân Dương các anh, tôi thấy chẳng những không có trách nhiệm của anh, ngược lại sẽ mang tới cho anh một công lao cũng chưa biết chừng. Tiểu Bằng Phi nói nghe thì dễ lắm, nếu như chuyện này phát sinh ở Tân Hải, tôi cũng có thể bình tĩnh như anh vậy, vậy anh dạy tôi nên làm như thế nào đi? Trương Dương nói, rất đơn giản, trước tiên khống chế ảnh hưởng, trước khi tình hình chưa rõ ràng, tạm thời phong tỏa tin tức, nhất là đừng cho phóng viên biết, lên trên chuyện này lên trên, xem ý kiến xử lý của cấp trên, tôi thấy chuyện này đã liên quan tới an toàn quốc gia rồi, chắc không thuộc phạm trù quản hạt của cơ quan công an. Tiểu Bằng Phi nghe Trương Dương nói như vậy, trong lòng cũng thấy tình thế chưa chắc đã nghiêm trọng như mình tưởng tượng. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là nói bậy, thật ra sau khi phát sinh, hắn ngay lập tức thông chi cho Lệ Phù đang ở Hong Kong, chuyện xảy ra rồi, chùi đít đương nhiên là việc của quốc an, nói sao cũng phải lấy ra chút thành ý hợp tác chứ. Hiệu suất làm việc của quốc an khá cao, lúc Trương Đại Quan Nhân và Kiều Bằng Phi nói chuyện, thính trưởng thính công an Cao Trọng Hòa trực tiếp gọi cho Kiều Bằng Phi, Cao Trọng Hòa nghe nói Xuân Dương xảy ra đại án xã hội đen tha toán nhau, cũng có chút kinh hãi, y thậm chí chuẩn bị tự mình tới Xuân Dương để đốc thúc xử lý vụ án này. Nhưng phía quốc an kịp thời gọi tới. Bảo vụ án này thuộc phạm trù an toàn quốc gia, bọn họ sẽ phái chuyên viên tới phụ trách chuyện này, nhờ cơ quan công an địa phương Bình Hải hiệp trợ. Cao Trọng Hòa là người thông minh, hiệp trợ chính là người ta sẽ lo vụ án này, quốc an là nhân vật chính. Bọn họ chỉ đi theo đánh chống cổ vũ. Cao Trọng Hòa cũng không có cảm giác mất mát gì cả, ngược lại thấy có chút may mắn, vụ án này bất kể từ góc độ nào mà nhìn thì đều thấy khó giải quyết, 46 người chết, tuyệt đối là án lớn siêu cấp. Có quốc an tiếp nhận thì không còn gì tốt hơn, tránh được rất nhiều phiền toái. Cao Trọng Hòa trực tiếp nói ý tứ của mình với Kiều Bằng Phi, thứ nhất, nhất thiết phải khống chế ảnh hưởng của chuyện này trong phạm vi nhất định, đừng dẫn tới sự khủng hoảng của dân chúng địa phương, đừng dẫn tới sự chú ý của truyền thông, đừng ảnh hưởng tới xây dựng du lịch núi Thanh Đài. Thứ hai, giao tất cả việc điều tra cho quốc an xử lý, trước mắt quốc an đã phái ra chuyên viên tới Xuân Dương tiếp nhận chuyện này, nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Không thể vượt quá phạm vi chức quyền của bản thân. Thứ ba, tính chất của vụ án này vô cùng rõ ràng, hắc bang cảng đài thanh toán nhau, đã gây nguy hiểm tới an toàn quốc gia, giam giữ người liên quan tới vụ án. Đối với người may mắn đào thoát thì trước tiên triển khai lùng bắt trong phạm vi bản địa Xuân Dương, về phần những chuyện khác, chờ chuyên viên phá án của quốc an tới rồi quyết định. Kiều Bằng Phi nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn không thể không bội phục phán đoán của Trương Dương, không ngờ chuyện thực sự như lời Trương Dương nói. Thuộc vấn đề an toàn quốc gia, không liên can tới trị an của địa phương bọn họ, Kiều Bằng Phi trong chuyện này giữ thái độ là không cầu công lao, ai muốn tiếp nhận thì cứ tiếp nhận, chỉ cần không truy cứu trách nhiệm lên đầu mình là được. Hắn nào biết đâu rằng, tất cả những cái này đều có liên quan tới Trương Dương, chính là Trương Đại Quan Nhân ngay lập tức báo lên cho quốc an, chuyện mới đảo chiều như hiện tại. Kiều Bằng Phi buông điện thoại, vẻ mặt rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, hắn cũng không giấu Trương Dương. Nói ra ba chỉ thị của Cao Trọng Hòa trong điện thoại. Trương Dương cười nói, nhìn thấy chưa, chuyện này không liên quan tới anh căn bản không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì cả. Chương 2487, thẳng thắn thành khẩn là một loại tôn trọng. Kiều Bằng Phi nói, nhìn tình huống thì hình như là muốn chúng ta phối hợp với công tác của quốc an. Trương Dương nói, một khi liên quan tới an toàn quốc gia, chuyện này nhất định phải khống chế ảnh hưởng. Tôi thấy nhiệm vụ hàng đầu của anh không phải phá án, mà là phải cân nhắc xem phải giữ bí mật như thế nào. Kiều Bằng Phi gật đầu, thông qua chuyện này hắn phát hiện thời gian Trương Dương làm quan so với mình dài hơn, xử lý việc cũng lão luyện hơn so với mình hơn nhiều. Hắn đứng dậy, tôi phải trở về an bài một chút, đúng rồi, tôi thấy chuyện này có thể sẽ có chút phiền phức với anh đấy, quốc an liệu có tìm anh điều tra không? Trương Đại Quan Nhân cười thầm trong lòng, chuyên viên quốc an tới đây chính là để giải vây cho mình. Kiều Bằng Phi nghĩ tới vỡ đầu cũng không biết sự tham gia của quốc an là Trương Dương an bài. Trương Dương nói, liên quan chó gì tới tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Kiều Bằng Phi nói, anh cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt vào, vạn nhất quốc an tìm anh thì anh nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Trương Dương nói, đúng rồi, tiểu tử An Đạt Văn chạy thoát rồi,
hắn chính là một trong những thủ phạm chính trong sự kiện này, tuy rằng quốc an tiếp nhận, nhưng các anh cũng đừng thả lỏng lùng bắt hắn. Kiều Bằng Phi nói, yên tâm đi. Hắn đi được hai bước thì lại dừng chân nói, anh hôm nay không đi đúng không? Nếu như buổi tối có thể xử lý ổn chuyện này thì tôi mời anh ăn cơm. Trương Dương nói, thôi, để tôi mời anh đi, nếu anh có rảnh thì buổi tối tới nhà tôi ăn, đi cùng với huyện Thái Gia Xuân Dương như anh đến chỗ nào cũng không thanh tịnh. Kiều Bằng Phi bật cười, phất phất tay với Trương Dương rồi bước đi. Tuy rằng phía Xuân Dương đối với truyền thông khống chế rất nghiêm, nhưng vẫn có một số tin tức lộ ra, người dân một truyền mười, mười truyền trăm. Tuy rằng không ai tận mắt nhìn thấy trận bắn nhau này ở Thanh Vân Trúc Hải, nhưng truyền ra thì sinh động như thật. Từ Lập Hoa thông qua báo chí và tán dóc cũng tìm hiểu được không ít, trước khi Trương Dương và An Ngữ Thần trở về nhà thì rất sợ, lúc này thì đỡ hơn rồi. Nhìn thấy bí thư huyện ủy đi rồi, mới tới bên cạnh con trai, cầm tay hắn, không nói gì, mắt ửng đỏ. Trương Dương cười nói, mẹ, mẹ làm sao đấy? Từ Lập Hoa nói, thằng ba, có thể hứa với mẹ một lần hay không, về sau đừng có làm những chuyện mạo hiểm này được không? Trương Dương nói, mẹ nghe được gì thế? Con đã nói với mẹ là không liên quan tới trận bắn nhau này rồi mà. Từ Lập Hoa nói, con đừng giấu mẹ, con là con mẹ, mẹ nhìn con lớn lên, có chuyện gì của con mà giấu được mẹ? Trương Dương nói, mẹ, mẹ đừng có nghĩ nghiêm trọng như vậy chứ. Bí thư huyện ủy và cục trưởng công an cũng tìm tới nhà, con còn nói không nghiêm trọng nữa à? Trương Dương nói, Kiều Bằng Phi là bằng hữu của con. Hắn buổi tối còn tới tìm con uống rượu nữa. Từ Lập Hoa thở dài, vỗ vỗ mờ u bàn tay Trương Dương, thằng ba, trưởng thành rồi, an an ổn ổn mà sống, con người ta ai cũng muốn sống yên ổn cả. Trương Dương nói, con đi thăm cháu ngoại. Trương Dương ra bên ngoài, thấy Đinh Triệu Dũng ngồi một mình ở đó, mấy vị nữ sĩ thì không thấy đâu. Trương Dương nói, Triệu Dũng, Triệu Tĩnh bọn họ đi rồi. Đinh Triệu Dũng nói, Trần Đại Gia và Trần Tuyết muốn về, họ đi tiễn rồi. Trương Dương ngạc nhiên nói, sao đột nhiên lại về, sao không nói với tôi một tiếng. Đinh Triệu Dũng nói, Trần Tuyết không cho nói với anh. Trương Dương nói, vùng Thanh Vân Trúc Hải không phải bị phong tỏa rồi ư. Bọn họ đi thế nào? Đinh Triệu Dũng nói, tôi cũng không rõ lắm, hay là chờ Triệu Tĩnh về hỏi một chút. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn bóc tỏi. Đinh Triệu Dũng nói, anh đến chỗ nào cũng đều là phong ba không ngừng. Trương Dương nói, đành chịu thôi, nhưng thật ra đa số chuyện đều không liên quan tới tôi. Đinh Triệu Dũng bật cười, không liên quan là tốt rồi, xã hội hiện tại, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Trương Dương nói, lần này đến Xuân Dương định ở lại mấy ngày. Đinh Triệu Dũng ném tỏi bóc xong vào bát, ngày mai tôi một mình về trước, Triệu Tĩnh và đứa nhỏ muốn ở lại thêm mấy ngày, tôi hiện tại ở cả Đông Giang và Nam Tích đều có sinh ý phải lo, thật sự có chút muốn phân thân. Trương Dương nói, xem ra hai vợ chồng làm sinh ý không tồi. Đinh Triệu Dũng nói, làm ăn nhỏ thôi, miễn cưỡng sống tạm. Trương Dương cười nói, lúc nào trở nên khiêm tốn như vậy? Nghe nói hai vợ chồng vừa mua biệt thự ở Nam Tích. Đinh Triệu Dũng nói, không thể so với anh được, tôi vừa lên làm chủ nhà thì anh lên làm đảo chủ rồi. Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha, anh là nói thần miếu đảo mà Yên Nhiên mua ấy hả? Tôi căn bản chưa tới đó, vả lại, tiểu đảo đó Yên Nhiên đứng tên, đảo chủ đương nhiên là cô ta, tôi nhiều nhất chỉ tính là nam nhân của đảo chủ rồi. Đinh Triệu Dũng cười nói, trừ phi chứng minh được tài sản tiền hôn nhân, viết rõ đảo là của cô ta. Bằng không sau khi kết hôn hai người mỗi người một nửa, Trương Dương, tập đoàn tài chính Benin ít nhất có tài sản cả trăm tỷ, anh và Yên Nhiên vừa kết hôn, liền biến hóa nhanh chóng trở thành phú ông, tôi và Triệu Tĩnh phấn đấu cả đời cũng không theo kịp. Trương Dương cười nói, tôi còn chưa nói mà các người đã coi tôi là hạng bám váy đàn bà rồi. Đinh Triệu Dũng nói, thần miếu đảo cũng không phải là đảo nhỏ đâu, các 200 km vuông đấy, trên thế giới này có đầy nước còn không to bằng nó. Trương Dương nói, hình như là, nghe nói thuộc liên bang Vanua Levu gì đó. Đinh Triệu Dũng nói, trên thế giới có rất nhiều nước nhỏ mà mình chưa biết, theo tôi thấy, anh dứt khoát tới Vanua Levu gì đó làm cách mạng, giành độc lập, tự mình thành lập một tiểu quốc, làm tổng thống khệnh hơn. Đinh Triệu Dũng người nói vô tâm, nhưng Trương Đại Quan Nhân lại người nghe hữu ý, thằng cha này không ngờ thực sự bị Đinh Triệu Dũng thuyết phục, hắn cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, một lát sau mới nói, đề nghị này không tồi. Nếu thực sự giành được độc lập, chẳng phải tôi muốn làm hoàng đế cũng được ư? Đinh Triệu Dũng chớp chớp mắt,
hắn chỉ nói cho vui miệng thôi, không ngờ ông anh rể này lại tưởng thật. Trương Dương, tôi sao phát hiện đầu óc anh toàn là tàn dư phong kiến thế nhỉ, giờ là xã hội gì mà anh còn muốn làm hoàng đế? Trương đại quan nhân cười nói, làm hoàng đế có một lợi thế rất lớn, đó chính là tam cung lục viện thất thập nhị phi, muốn cưới bao nhiêu vợ thì cưới, hơn nữa là hợp pháp, tuyệt đối sẽ không phạm tội đa hôn. Ninh Triệu Dũng nói, cũng phải xem là quốc gia nào đã, Anh Quốc, Nhật Bản đều có hoàng đế, nhưng người ta cũng là chế độ một vợ một chồng. Hai người tán gẫu đang vui thì Triệu Tĩnh ôm con, cùng Tần Manh Manh và An Ngữ Thần về, Triệu Tĩnh cười nói, hai người nói gì vui thế. Ninh Triệu Dũng cười nói, anh em muốn làm hoàng đế để cưới nhiều vợ. Một câu khiến Triệu Tĩnh bật cười, nhưng An Ngữ Thần và Tần Manh Manh lại có chút mặt nóng lên, thằng cha này có ý nghĩ như vậy cũng tuyệt đối không kỳ quái. Chương 2488, thẳng thắn thành khẩn là một loại tôn trọng. Tần Manh Manh và An Ngữ Thần bàn chuyên quyên hết gia sản làm từ thiện, An Ngữ Thần làm sự nghiệp từ thiện đã rất nhiều năm rồi, ở phương diện này kinh nghiệm tất nhiên phong phú hơn Tần Manh Manh rất nhiều. Nghe nói Tần Manh Manh muốn hiện tặng tất cả tài sản mà Hà Trường An để lại cho cô ta, An Ngữ Thần cũng vô cùng khâm phục khí phách của cô ta. Từ Lập Hoa thực sự rất thích những nữ hài tử này, thật ra lúc trước bà ta có thành kiến với An Ngữ Thần, nhưng mấy năm nay ở chung, phát hiện An Ngữ Thần rất đơn thuần thiện lương, lại không khỏi phát sầu cho con trai mình. Nhiều cô gái tốt như vậy đều thích con trai mình, nhưng châm ngôn có câu, một chiếc chìa khóa không thể mở nhiều ổ. Về sau con trai nên xử lý khúc mắc tình cảm với nhiều cô gái như vậy như thế nào đây? Tối hôm đó, Kiều Bằng Phi tới nhà Trương Dương, hắn đặc biệt mang đến một thùng rượu, từ vẻ mặt thoải mái của hắn có thể nhìn ra, sự kiện thanh toán nhau ở Thanh Vân Trúc Hải trên cơ bản đã được giải quyết. Từ Lập Hoa làm mấy món ăn, Trương Dương và Kiều Bằng Phi, Đinh Triệu Dũng ba người ngồi trên ban công. Kiều Bằng Phi nói, chuyện đã được giải quyết rồi, Quốc An đã tiếp nhận tất cả. Biểu thị vụ án này không liên can tới công an địa phương chúng tôi, bọn họ cũng đã liên hệ với cảnh sát Hong Kong và Đài Loan cùng triển khai hành động truy bắt, nhất thiết phải truy bắt tất cả người tương quan tới vụ án này về quy án. Trương Dương nói, thằng Ôn An Đạt Phan này là tai họa, nếu như không thể mau chóng bắt lấy hắn, hắn khẳng định sẽ còn làm ra nhiều chuyện xấu nữa. Kiều Bằng Phi nói, xét thấy sự kiện hỗn chiến ở rừng già An Gia có tính chất ác liệt như vậy, tôi đã quyết định thông chi cho hậu nhân của An Gia. Di rời phần mộ tổ tiên của An ra khỏi cảnh khu Thanh Vân Trúc Hải. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy thì thấy không được, hắn lắc đầu, Bằng Phi, chuyện này tôi phải nói vài câu, lúc trước quyết định đặt rừng già của An ra ở Thanh Vân Trúc Hải là chính phủ phê chuẩn, là để biểu dương cống hiến của An lão đối với Xuân Dương, cũng là một điều kiện hấp dẫn An ra đầu tư vào du lịch núi Thanh Đài, chúng ta không thể lật lọng được. Kiều Bằng Phi nói, nhưng tôi đã điều tra. Lúc trước dùng danh mục bảo vệ văn vật để phê khu đất này, An Dâu Dậm là ai chứ? Hắn là mã phỉ tung hoành vùng núi Thanh Đài thời Dân Quốc, giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm, những thứ hắn để lại có giá trị nghiên cứu gì? Có thể được gọi là văn vật ư? An Chí Viễn lão tiên sinh quả thực có cống hiến cho gia hương, nhưng điều này cũng không nói lên được gì, hơn nữa ông ta trước đây từng là trùm hắc đạo Hong Kong, gốc rễ rất không sạch sẽ. Hiện tại An Đức Huyên vừa chết này lại là người cầm đầu tín nghĩa xã Đài Loan, cũng là đầu mục Hắc Bang, chẳng lẽ chúng ta phải công khai cung phụng những phần tử xã hội đen này ư? Người khác sẽ thấy thế nào? Trương Dương nói, nhưng chuyện này lúc trước là tôi làm, anh nếu phủ quyết thì chẳng phải tát vào mặt tôi ư? Trương Dương nói như vậy, Kiều Bằng Phi không biết nói gì, cái khác không nói, mặt mũi của Trương Dương hắn không thể không nể. Ninh Triệu Dũng ở bên cạnh không nói chen vào. Dù sao chuyện này hắn không biết, cũng không thích hợp nói chen vào. Trương Dương nói, coi như tôi nợ anh một cái nhân tình, chuyện này không thể động vào. Kiều Bằng Phi suy nghĩ một hồi lâu, chỉ có thể thở dài, theo lời anh nói mà làm vậy, nhưng tôi cũng có điều kiện, rừng già của An gia chiếm diện tích quá lớn, mộ thì có thể giữ lại, nhưng cảnh quan xanh hóa chung quanh thì quá mức phô trương, ảnh hưởng tới quy hoạch tổng thể của cảnh khu, tôi muốn bọn họ trên cơ sở vốn có thu nhỏ phạm vi lại một chút. Trương Dương nói, chuyện này chờ tôi thương lượng với tiểu yêu đã. Kiều Bằng Phi cũng sảng khoái, hắn gật đầu, Trương Dương, chuyện này tôi chỉ có thể làm một bước này thôi, tôi cũng không giấu gì anh, chuyện này vẫn dẫn tới sự chú ý của cấp trên, chuyện rừng già An gia bị người chọc ra rồi, không phải tôi không muốn giấu cho anh, mà là tôi thực sự không làm được. Trương Dương cũng có thể thông cảm cho nỗi khổ chung của hắn, cười nói, tôi đâu trách anh. Tối hôm đó Kiều Bằng Phi tận hứng mà về. Chờ hắn đi rồi, Trương Dương tìm An Ngữ Thần, nói chuyện này với cô ta, hắn vốn cho rằng An Ngữ Thần sẽ phản đối,
nhưng không ngờ An Ngữ Thần lại đồng ý với quyết định này. An Ngữ Thần nói, thật ra chuyện này em và ông trẻ cũng thương lượng rồi, lão nhân gia cũng có ý tứ chuyển mộ. Trương Dương nói, phía huyện Xuân Dương cũng không phải là muốn chuyển mộ, ý của họ là muốn thu nhỏ lại diện tích khu mộ một chút, phương án cụ thể thì vẫn phải trưng cầu ý kiến của bọn em. An Ngữ Thần nói, bọn em đã quyết định chuyển mộ rồi, ông trẻ ở hậu viện của Tử Hà Quan tìm được một chỗ thích hợp, định chuyển cho cốt của ông nội em và mọi người tới, một là tiện chiếu cố, thứ hai cũng không đến mức ảnh hưởng tới cảnh quan của Thanh Vân Trúc Hải, An gia từng mang tới không ít phiền toái cho dân chúng chung quanh núi Thanh Đài, hiện giờ bọn họ đều đã qua đời rồi, không thể lại gây thêm phiền toái cho gia hương. Những lời này của An Ngữ Thần nói rất tình chân ý thiết, Trương Đại Quan Nhân không khỏi cảm động trước sự thông tình đạt lý của cô ta. An Ngữ Thần nói, ông trẻ nói, con người ta bất kể lúc sinh tiền sống oanh oanh liệt liệt cỡ nào, sau khi chết thì vẫn muốn an tĩnh, sống đã ầm ĩ, chết rồi vẫn ầm ĩ, thì ngay cả ông trời cũng không vừa mắt, sẽ trả thù lên người đời sau. Trương Dương nói, phong kiến mê tín, ai tin chứ? An Ngữ Thần nói, sự thật đã chứng minh, lời nói của lão nhân gia không phải không có đạo lý. Cô ta thở dài, cha em mất tích nhiều ngày như vậy rồi, xem ra là giữ nhiều lành ít. Đây là lần đầu tiên An Ngữ Thần nhìn thẳng vào sự thật cha có thể đã gặp nạn. Trương Dương nói, chắc vẫn còn hy vọng. An Ngữ Thần lắc đầu nói, An Đức Hằng hận nhất là An gia chúng em, chỉ cần hắn vẫn còn sống trên thế giới này, sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn tiến hành trả thù An gia. An gia, cuối cùng vẫn tan. Trương Dương vươn tay ra ôm cô ta vào lòng, ôn nhu khuyên nhủ, không phải còn có anh ư. An Ngữ Thần nói, còn em trai em nữa, em đã thuê một số bảo tiêu. Bảo đảm an toàn cho em trai và mẹ kế của em. Trương Dương gật đầu, An Ngữ Thần cân nhắc vô cùng chu đáo, sự trả thù của An Đức Hằng sẽ không tới đây là dừng, sau khi diệt trừ đời hai của An gia, hắn sẽ hướng mục tiêu tới An Ngữ Thần và An Đạt Văn, không bài trừ xuống tay với cả con trai nhỏ của An Đức Minh. Chuyện của An Đạt Văn Trương Dương có thể mặc kệ, nhưng an toàn của An Ngữ Thần thì hắn phải đảm bảo. Trương Dương nói, em yên tâm đi, An Đức Hằng rất nhanh sẽ xa lưới thôi. Chương 2489, thẳng thắn thành khẩn là một loại tôn trọng. An Ngữ Thần nói, A Văn có kết cục hôm nay phải nói là gieo gió gặt bão, nhưng hắn dù sao cũng là em họ em. Em và ông trẻ cũng không muốn hắn chết, có lẽ em nghĩ hơi ích kỷ, Trương Dương, anh sẽ không trách em chứ. Trương Dương lắc đầu, ôm chặt thân thể mềm mại của An Ngữ Thần, nói khẽ tiểu yêu. Em đừng cảm thấy đau khổ, anh đáp ứng em, chờ khi chúng ta sinh thêm con, sẽ để nó mang họ An. An Ngữ Thần bất giác mỉm cười, vỗ nhẹ mờ u bàn tay của Trương Dương, lừa cho em vui hả? Em vui thì anh vui. An Ngữ Thần xoay người lại, ôm cổ Trương Dương, tặng một nụ hôn nồng nhiệt. Đang lúc Trương Đại Quan Nhân ý loạn tình mê thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. An Ngữ Thần hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của Trương Dương. Không hề nhận thấy được biến hóa ở bên cạnh, Trương Dương vốn định nhắc nhở An Ngữ Thần. Lại nghe thấy tiếng bước chân tạm dừng một chút. Sau đó vội vàng chạy đi, thính lực của Trương Đại Quan Nhân nhạy bén cỡ nào chứ, từ tiết tấu của bước chân và tiếng hít thở đã phán đoán ra người đến là Tần Manh Manh, chắc hẳn một màn hôn nhau của mình và An Ngữ Thần đã bị cô ta nhìn thấy rồi. Trương Dương đoán đúng, người tới chính là Tần Manh Manh, cô ta không biết Trương Dương và An Ngữ Thần ở trong sân, vốn định tới dọn dẹp, nhưng vừa đến thì thấy cảnh Trương Dương và An Ngữ Thần hôn nhau nồng nhiệt, Tần Manh Manh thấy mà mặt đỏ tim đập. Sao còn dám hiện thân, cho rằng Trương Dương và An Ngữ Thần không nhìn thấy mình, vội vàng chạy về. Tới bên dưới thì vừa hay gặp Từ Lập Hoa, Từ Lập Hoa nhìn thấy cô ta vội vàng chạy tới, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, Manh Manh, làm sao vậy? Tần Manh Manh đỏ mặt nói, không, không có gì, mẹ nuôi, con giúp mẹ rửa bát. Hai mẹ con vào bếp, Tần Manh Manh lúc này mới ổn định được tâm thần. Từ Lập Hoa tuy rằng phát hiện vẻ mặt của cô ta khác thường, nhưng cô ta nếu không muốn nói thì cũng không tiện truy hỏi, Từ Lập Hoa nói, Manh Manh, con lần này sang Mỹ, khi nào thì về? Tần Manh Manh nói, tạm thời không định về, Tiểu Hoan còn đang đi học, con muốn nó có một hoàn cảnh trưởng thành ổn định. Từ Lập Hoa nói, cũng tốt, trong lòng tràn ngập vẻ quyến luyến. Tần Manh Manh nói, mẹ nuôi, khi nó nghỉ, chỉ cần thích hợp thì con sẽ về, còn nữa, mẹ có thể tới nước Mỹ thăm con và nó mà. Từ Lập Hoa nói, lớn tuổi rồi chẳng muốn đi đâu cả. Nói xong bà ta lại thở dài. Tần Manh Manh nói, mẹ có chuyện gì phiền lòng à? Từ Lập Hoa nói, còn không phải vì thằng ba ư.
Tần Manh Manh cười nói, anh Dương có gì khiến mẹ lo? Từ Lập Hoa nói, nó cái gì cũng tốt, chỉ là tình cảm khiến cho, tuy rằng đã đính hôn với Yên Nhiên, nhưng mẹ thấy nó vẫn dính tới nữ hài tử khác. Các cụ nói đúng, một cái chìa khóa chỉ mở được một ổ khóa, nó sao hoa tâm vậy chứ? Tần Manh Manh nói, mẹ nuôi, con thấy vấn đề tình cảm của anh Dương chỉ có thể tự anh ấy xử lý, anh ấy ưu tú như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích anh ấy, thật ra yêu một người chưa chắc đã nhất định phải sống chung với người ấy. Từ Lập Hoa nói, thế chẳng phải là có lỗi với khuê nữ nhà người ta ư? Tần Manh Manh nói, người yêu anh ấy thực sự sẽ không để ý tới danh phận. Nói tới đây cô ta cảm thấy mình hơi lắm lời, vội vàng cúi đầu rửa bát. Từ Lập Hoa nói, không nói nó nữa, nhắc tới nó là mẹ phiền lòng, Manh Manh, con cũng không còn nhỏ, đã cân nhắc tới tìm một người chưa? Tần Manh Manh lắc đầu, con đã quyết định, đời này chỉ ở một mình. Từ Lập Hoa nói, nữ nhân dù sao cũng phải có chốn về chứ. Nói tới đây bà ta không khỏi nghĩ tới mình, hai cuộc hôn nhân của mình đều không thể nói là mỹ mãn và hạnh phúc. Bà ta và hai người chồng đều thiếu lý giải và câu thông, nhưng người ta chính là vậy đó, bất chi bất giác mình đã tới cuối cuộc đời, bà ta nói khẽ có cơ hội giúp mẹ huyên nó. Tối hôm đó Tần Manh Manh thủy chung trằn trọc khó ngủ, cô ta mặc quần áo rời phòng, ra sân thương, mưa thu đã tạnh, trời sáng trong, hít một hơi không khí trong lành. Tần Manh Manh nhắm mắt lại, nghĩ tới những gì mình đã trải qua, trong lòng bốn bề sóng dậy. Khi cô ta đang đắm chìm trong hồi ức về chuyện cũ thì nghe thấy Trương Dương ở phía sau cô ta nói, đã muộn thế này rồi sao chưa ngủ, chạy ra đây là gì? Tần Manh Manh giật mình a một tiếng, xoay người nhìn thấy Trương Dương đang mỉm cười đi tới. Trương Dương phủ áo khoác của mình lên người cô ta, bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận ốm. Một dòng nước ấm ùa vào gột rửa trái tim của Tần Manh Manh, cô ta thầm trách Trương Dương đừng nên tốt với mình như vậy. Sự quan tâm từng ti từng tí này vô hình đã thấm vào trong lòng cô ta, khiến cô ta cảm nhận được sự chân tình chưa từng có, khiến cô ta minh bạch yêu rốt cuộc là thế nào. Trương Dương và Tần Manh Manh đứng sóng vai, cũng học bộ dạng của cô ta ngẩng đầu nhìn trời, mẹ nói ngày mai em sẽ đi. Tần Manh Manh gật đầu nói, ra đi cũng cần dũng khí, ở càng lâu thì càng không nỡ ra đi. Còn về không? Tần Manh Manh lắc đầu, tối nay khi nói tới chuyện này với Từ Lập Hoa, cô ta đã nói dối. Thật ra trong lòng cô ta đã quyết định, lần này ra đi sẽ không về nữa. Đây cũng là quyết định cô ta trước khi rời khỏi kinh thành, có những bí mật mà nhất định chỉ có thể giữ cả đời. Bí mật cần cất giữ, tình cảm thì sao? Tần Manh Manh không dám tiếp tục nghĩ nữa. Tuy rằng Tần Manh Manh không đưa ra đáp án rõ ràng, nhưng Trương Dương vẫn đoán được quyết định của cô ta, nói khẽ triệt để rời khỏi cũng tốt, chẳng khác nào triệt để tạm biệt quá khứ. Tần Manh Manh nói, cảm ơn anh. Trương Dương cười nói, cảm ơn cái gì? Chúng ta là người một nhà mà. Tần Manh Manh gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cảnh vừa rồi Trương Dương và An Ngữ Thần hôn nhau trên ban công, mặt không khỏi đỏ lên. Tuy rằng là dưới ánh trăng, nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn mẫn cảm nhận ra biến hóa vẻ mặt của Tần Manh Manh, hắn mỉm cười nói, em gần đây đặc biệt dễ đỏ mặt. Có ư, Tần Manh Manh xoa mặt, nói lảng đi, đúng rồi, mẹ nuôi bảo em khuyên nhủ anh. Khuyên anh ư? Khuyên anh tốt nhất nên chung thủy với Yên Nhiên. Trương Dương bật cười, anh vừa rồi mới nói chuyện điện thoại với cô ấy. Tần Manh Manh nói, anh Dương, tim của một người thực sự có thể chia làm nhiều phần ư. Trương Dương nheo mắt lại, chuyện này anh cũng không nói rõ được, có điều anh phải thừa nhận, anh trên tình cảm rất tham lam, loại người như anh có phải rất khiến cho người ta muốn phỉ nhổ hay không? Tần Manh Manh lắc đầu, đối với rất nhiều người mà nói, anh chính là thuốc phiện, dễ khiến cho người ta nghiện. Trương Dương bật cười, quanh co lòng vòng mắng anh. Tần Manh Manh cười nói, em trước giờ đã mắng anh bao giờ đâu. Trương Dương lại nói, lời này có phải là cảm thụ trong lòng em không? Mặt Tần Manh Manh lại đỏ, anh Dương, anh lại trêu em rồi. Trương Dương nói, anh quả thực đã làm rất nhiều việc không nên làm, nhưng chót làm rồi, Phật Tổ có câu, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, em bảo anh đã đến nước này rồi, còn có thể làm gì bây giờ? Tần Manh Manh nói, em tuy rằng không chấp nhận được, nhưng em có thể lý giải. Em lý giải ư? Tần Manh Manh gật đầu. Trương Dương bật cười, thật ra ngay cả bản thân anh cũng không hiểu mình, em sao có thể giỏi vậy nhỉ? Tần Manh Manh nói chuyện tử tế với Yên Nhiên chưa? Trương Dương chớp chớp mắt. Tần Manh Manh nói, là nữ nhân đều không thích bị người ta lừa gạt. Thẳng thắn thành khẩn thật ra là một loại tôn trọng cơ bản nhất. Thẳng thắn thành khẩn là một loại tôn trọng,
Những lời này của Tần Manh Manh đối với Trương Đại Quan Nhân hiển nhiên mang tới chấn động không nhỏ, xem ra mình vẫn chưa đủ thẳng thắn thành khẩn với Sở Yên Nhiên, thế chẳng phải là mình không đủ tôn trọng với cô ta ư? Trương Đại Quan Nhân càng nghĩ càng áy náy, nhưng khi báo cáo tất cả mọi chuyện, đối với Sở Yên Nhiên có thể là một loại đả kích hay không? Trương Đại Quan Nhân mỗi khi nghĩ vậy liền trở nên rối rắm. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương trở về Tân Hải, An Ngữ Thần tới sân bay Giang Thành về Hong Kong, Tần Manh Manh thì đi muộn hơn, cô ta ngồi nhờ xe của Đinh Triệu Dũng tới Đông Giang, từ đó bay thẳng tới nước Mỹ. Trương Đại Quan Nhân lần này ở Kinh Thành quá lâu, trước sau gần 20 ngày, tuy rằng mỗi ngày đều xử lý công vụ trong điện thoại. Nhưng thân là bí thư thị ủy Tân Hải, vẫn có cái hiềm không xứng chức. Trên đường Trương Dương về báo cho Phó Trường Trinh thông chi với thường ủy, 10 giờ sáng sẽ họp, nhưng hắn còn chưa tiến vào thành phố Tân Hải thì liền nhận được điện thoại của Phó Trường Trinh. Phó Trường Trinh nói với hắn, bí thư thị ủy Thường Lăng không biết được tin tức hắn trở về Tân Hải, bảo Trương Dương ngay lập tức tới văn phòng của hắn báo danh. Trương Đại Quan Nhân nghe nói bí thư thị ủy triệu hồi, tất nhiên không dám chậm trễ, lại bảo Phó Trường Trinh hủy bỏ hội nghị, trong lòng có chút buồn bực. Chuyện mình trở về Tân Hải trừ Phó Trường Trinh ra thì chỉ có đám thường ủy Tân Hải biết, sao nhanh như vậy đã truyền tới tai Thường Lăng không rồi, xem ra trong thường ủy Tân Hải khẳng định có người báo với Thường Lăng không, Trương Đại Quan Nhân trong lòng cảm thấy khó chịu. Thật ra loại hiện tượng này vô cùng bình thường, luôn có một số người thích bép xép với cấp trên, lãnh đạo cũng thường xuyên an bài một số tai mắt trong phạm vi khống chế của mình, dùng những người này để có thể kịp thời tìm hiểu tình trạng phát sinh bên dưới. Chương 2490, thẳng thắn thành khẩn là một loại tôn trọng. Trương Dương 10 giờ đúng thì tiến vào văn phòng Thường Lăng không bỏ những cuộc gặp khác, đặc biệt ở đó chờ hắn. Nhìn thấy Trương Dương tiến vào, Thường Lăng không cười cười đứng dậy, ở Bắc Cảng nhìn thấy anh đúng là không dễ dàng, tôi còn tưởng rằng anh định ở luôn Kinh Thành. Trương Dương đi tới bắt tay Thường Lăng không, hắn cười nói, bí thư Thường, ngài nói như vậy là không phúc hậu đâu, lúc trước là ai phái tôi đến Kinh Thành. Ngài tưởng tôi không muốn ngồi yên ở Tân Hải à? Tiểu Nhật Bản gây sóng gió, đám lãnh đạo các anh đẩy tôi ra kháng Nhật, tôi hiện tại khó khăn lắm mới đánh thắng được trận này, còn tưởng rằng các vị lãnh đạo sẽ mở tiệc mừng công cho tôi, hoan nghênh tôi áo gấm về làng. Thường Lăng không bật cười ha ha, không sai, anh thật sự đã lập công cho Bắc Cảng. Hắn chỉ sofa đối diện, ra hiệu cho Trương Dương ngồi xuống. Trương Dương sau khi ngồi xuống, thư ký của Thường Lăng không đi vào đưa trà. Sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Thường Lăng không cầm chén trà của mình tới ngồi xuống bên cạnh Trương Dương. Trương Dương, chuyện lần này anh xử lý rất tốt, đã giải quyết một phiền phức cho ban lãnh đạo Bắc Cảng. Trong khoảng thời gian anh đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Tân Hải, thành tích làm ra đều được mọi người ghi nhận. Trương Đại Quan Nhân nghe đến đây, cảm thấy có chút không thích hợp, hắn chớp chớp mắt, bí thư Thường, ngài có ý gì? Tôi sao nghe không hiểu? Thường Lăng không thở dài, tôi vừa nhận được thông chi của tỉnh lý, bảo anh tạm thời đặt công tác trong tay sang bên, tới Đông Giang tham gia ban luân phiên huấn luyện cán bộ. Gì cơ? Trương Đại Quan Nhân trợn trừng hai mắt, hắn cơ hồ không thể tin vào tai mình. Mình hình như đâu có làm sai gì, hắn đầu tiên nghĩ đến câu tá ma giết lừa, nhưng Thường Lăng không có lý do làm ra loại chuyện này, huống chi người ta vừa mới nói, là cấp trên bảo hắn tới Đông Giang nhận huấn luyện, có cần không? Mình trường đảng Trung ương cũng tới rồi, tới Đông Giang có thể học được gì? Thường Lăng không cho rằng Trương Dương không nghe rõ, lặp lại một lần, là tỉnh lý bảo anh tới Đông Giang tham gia khóa huấn luyện cán bộ. Trương Dương nói, chắc không phải muốn cách chức tôi chứ? Thường Lăng không nói, tôi cũng không rõ lắm rốt cuộc là thế nào, dù sao cũng là bí thư Tống tự mình hạ chỉ thị, Trương Dương, tôi thấy chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu. Trương Dương nói, huấn luyện gì? Bao lâu? Thường Lăng không lắc đầu nói, anh đừng hỏi tôi cũng chịu, dù sao anh đến Đông Giang rồi, gặp bí thư Tống là hiểu hết. Trương Dương nói, bí thư Thường, ngài thật sự không biết ư? Thường Lăng không nói, thật sự không biết. Trương Dương nói, có bảo tôi khi nào thì đi không? Ngay lập tức, tốt nhất đi ngay hôm nay. Trương Dương nói, nhưng tôi mới từ Kinh Thành về, ngồi còn chưa ấm chỗ, rất nhiều chuyện của Tân Hải còn đang chờ tôi xử lý. Thường Lăng không nói, anh đừng lo chuyện công tác, tôi sẽ an bài người khác xử lý. Trương Đại Quan Nhân có chút kỳ quái nhìn Thường Lăng không. Từ những lời này của Thường Lăng không hắn cảm thấy chuyện khẳng định có gì mờ ám. Thường Lăng không phải thực sự không biết gì như hắn nói, có thể là người ta không muốn nói, hay không tiện nói, Trương Dương mơ hồ cảm thấy lần này khẳng định không phải chuyện tốt.
đi ra khỏi văn phòng của Thường Lăng không, vừa hay gặp thị trưởng Lưu Bác Sinh. Lưu Bác Sinh nhìn thấy vẻ mặt của Trương Dương thì cảm thấy kinh ngạc. Trương Dương, anh về từ khi nào vậy? Trương Dương nói, vừa xong. Lưu Bác Sinh nói, tôi còn tưởng rằng anh đã tới Đông Giang rồi. Trương Dương nghe hắn nói như vậy thì càng cảm thấy kỳ quái, Thường Lăng không phải nói tỉnh lý mới thông chi bê hắn tới Đông Giang ư. Sao nghe ngữ khí của Lưu Bác Sinh, giống như đã biết từ lâu rồi vậy, Trương Dương cười nói, tôi không phải vừa về ư, chuyện tới Đông Giang tôi cũng mới nghe bí thư Thường nói. Lưu Bác Sinh vỗ vai hắn, muốn nói lại thôi. Có thể nói Trương Dương mang theo đầy bụng nghi vấn tới Đông Giang, trên đường hắn tuy rằng rất muốn gọi điện thoại cho Tống Hoài Minh để hỏi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đè nén suy nghĩ này lại, dù sao cũng phải đi một chuyến, bất kể là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì dù sao cũng phải đối mặt. Trương Dương không lái xe, ngồi xe lửa tới Đông Giang, khi tới Đông Giang thì đã buổi tối 10 giờ rưỡi tối, trên đường đi Trương Đại Quan nhân tâm sự trùng trùng, tuy rằng hắn đã có ý định kết thúc sĩ đồ, nhưng lần này hắn cảm thấy mình trở nên hoàn toàn bị động. Xe lửa đi được nửa đường thì Trương Đại Quan nhân gọi điện thoại cho Lương Thành Long, bảo hắn tới nhà ga đón mình. Chờ xe lửa Trương Dương xuống xe lửa, Lương Thành Long đã đứng ở nhà ga chờ hắn. Trung tuần tháng 11 ở Đông Giang đã rất lạnh, Lương Thành Long mặc áo khoác da màu đen, Trương Dương trước mặt Trương Dương, đánh một quyền vào vai hắn, anh đúng là không ra gì, nửa đêm còn giày vò tôi. Trương Dương cười nói, dù sao cũng là anh em mà, không làm ảnh hưởng tới chuyện tốt của anh và chị nhà chứ. Lương Thành Long cười mắng, thối lắm, chúng tôi là vợ chồng già, không nhiều hứng thú vậy đâu. Hôm nay trời lạnh, ai muốn làm loại chuyện đó chứ? Trương Dương bật cười ha ha. Sau khi rời khỏi nhà ga thì tới bãi đỗ xe, lên xe Land Rover Lương Thành Long mua, Trương Dương nói, gần đây sao ai cũng đổi sang Land Rover. Lương Thành Long nói, giờ là thời nào rồi, anh cho rằng mọi người còn nhận áp ư? Trương Dương nói, gì? Lương Thành Long khởi động ô tô, quê vãi. Áp chính là viết tắt của Audi, Mercedes, BMW. Nói anh cũng không hiểu, đúng là xuất thân quê mùa. Hai người chỉ cần gặp mặt, kiểu gì cũng phải chế nhạo nhau vài câu. Trương Dương hôm nay rõ ràng không có tâm tình đấu võ mồm, điều chỉnh vị trí ghế ngồi một chút, ngáp một cái rồi nói, đưa tôi tới khách sạn Tuệ Nguyên. Lương Thành Long nói, tới khách sạn làm gì? Đến nhà tôi ở đi. Trương Dương nói, không tiện. Lương Thành Long nói, có gì mà không tiện, tôi xin phép Lâm Thanh Hồng rồi, bảo anh kiểu gì cũng bắt tôi tiếp anh một đêm. Cô ta đồng ý rồi. Trương Dương cười nói, tôi không có sở thích biến thái vậy đâu, anh đừng làm hỏng thanh danh của tôi. Lương Thành Long nói, lâu rồi không gặp, anh lại từ xa tới, chúng ta ra ngoài chơi đi. Trương Dương hôm nay thực sự không có tâm tình đó, lắc đầu thôi, tôi ngồi xe lửa mấy tiếng, mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai tôi còn phải đi gặp bí thư Tống. Lương Thành Long nói, ông ta không phải là bố vợ anh ư. Tới đơn vị hay tới nhà cũng giống nhau cả thôi, Trương Dương, tôi bị anh lôi từ trong chăn ấm nệm êm ra, dù sao tôi hôm nay cũng không định về, đi uống rượu đi. Trương Dương thật sự không lay chuyển được hắn, gật đầu nói, được, nghe theo anh, gọi cả bọn Trần Thiệu Bân đi. Lương Thành Long nói, Trần Thiệu Bân không ở Đông Giang, Triệu Dũng là em rể anh, hắn nếu tới thì chúng ta sao thoải mái được. Trương Dương nói, Lương Thành Long à Lương Thành Long, còn muốn làm chuyện xấu gì đây? Lương Thành Long cười nói, không muốn làm chuyện xấu gì cả, tôi dẫn anh tới Lam Ma Phương chơi. Trương Dương nói, nơi đó không phải đã đóng cửa rồi ư. Lương Thành Long nói, mở lại rồi, so với trước đây thì quy mô còn lớn hơn, mỹ nữ bên trong bảo đảm nhiều nhìn không hết. Trương Dương nói, tôi không có hứng thú. Lương Thành Long nói, không có hứng thú thì chúng ta chỉ uống rượu. Hai người đang khi nói chuyện thì đã tới Lam Ma Phương. Trương Dương không xa lạ gì với nơi này, ông chủ của nơi này trước đây là Lương Tư, bởi vì cô ta dính tới chuyện anh rể tham ô, cho nên vội vàng bỏ trốn, hộp đêm Lam Ma Phương cũng bị niêm phong, hiện giờ Lương Tư đã trốn ra hải ngoại. Trương Dương đi theo Lương Thành Long vào Lam Ma Phương, quả nhiên nhìn thấy bên trong là cảnh tượng oanh oanh yến yến. Lương Thành Long xem ra cũng rất quen thuộc với nơi này, không ngừng có người chào hỏi hắn. Trương Dương nói, tôi nói này, anh kết hôn sinh con rồi. Cũng nên tu tỉnh chút, ít tới những nơi như thế này thôi. Lương Thành Long nói, trên thương trường dù sao cũng phải gặp dịp thì chơi, tôi hiện tại xem như đã hiểu được chân lý của nhân sinh rồi, trong bụi hoa mà không dính lá, thế mới là thanh niên nghiêm túc. Quản lý hộp đêm tươi cười đi tới, Lương tiên sinh, ngài tới rồi à?
Tôi gọi Diễm Diễm tới cho ngài nhé. Lương Thành Long nhìn ra Trương Dương tựa hồ không vui, hắn xua tay, tôi và bằng hữu chỉ tìm một chỗ nghe nhạc nói chuyện thôi, chọn cho chúng tôi một nơi yên tĩnh, mang đến một lọ Louis 13, đừng cho người tới làm phiền. Quản lý an bài cho hai người tới ngồi ở góc đông nam đại sảnh, vị trí này cách sân khấu trung tâm khá xa, tương đối yên lặng, có thể xem biểu diễn. Lương Thành Long sai người mở rượu rót hai chén, đưa một chén cho Trương Dương, sao thế? Tôi thấy tình tự của anh tối nay không được tốt. Chương 2491, họa từ trong nhạc 1. Trương Dương nhấp ngụm rượu rồi nói, tôi mới từ kinh thành về, mông còn chưa ngồi ấm chỗ thì tỉnh lý đã tức tốc gọi tôi tới. Lương Thành Long nói, anh chắc không phải là gây ra phiền toái gì ở đó chứ. Hắn nói xong lập tức lại lắc đầu, không đúng, cho dù thực sự xảy ra chuyện gì, không cần thiết phải rắc rối như vậy, anh và Bí Thư Tống là cha con, có gì mà không thể nói trước được. Sao cứ phải nghiêm túc vậy làm gì? Trương Dương nói cho hay là gọi tôi tới bồi dưỡng, nhưng nội dung cụ thể thì không nói, tôi hiện tại thấy rất mù mờ. Lương Thành Long nói, chột dạ rồi đúng không? Ai bảo anh suốt ngày lăng nhăng sau lưng Sở Yên Nhiên, tôi đã sớm nói rồi, không phải là không gặp quả báo, mà là quả báo chưa tới thôi. Trương Dương nói, mẹ, anh là vui sướng khi người khác gặp họa, còn xứng là bạn bè không? Lương Thành Long cười nói, anh yên tâm, trời sập cũng có tôi gánh cùng anh. Trương Dương nói, anh có thể gánh gì giúp tôi? Lương Thành Long nói, cái khác không nói, cùng anh mượn rượu tiêu sầu thì lúc nào cũng được, có điều, mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm. Hay là tôi gọi hai em để happy với anh? Thôi, tôi không có tâm tình. Lương Thành Long nói, mấy hôm nay tôi cơ hồ mỗi ngày đều tới chỗ chú tôi ăn cơm, không nghe ông ấy nói gì về anh, tôi thấy chắc không phải là chuyện lớn gì đâu. Anh nếu gây ra họa lớn thì sớm đã lan truyền khắp cả Đông Giang này rồi. Có lẽ bố vợ cậu lần này gọi anh đến, thực sự là muốn bồi dưỡng anh, sau đó trực tiếp đưa anh lên cấp chính thính, anh lợi hại thật, lại sắp lên chức rồi. Trương Dương nói, uổng cho anh và tôi là anh em bao năm, tôi là loại người quan tâm tới quan chức như vậy ư. Lương Thành Long nheo mắt lại nhìn hắn từ trên xuống dưới, không phải. Mới là lạ. Mẹ, anh không nhìn ra tôi đang bực à? Lương Thành Long nói, anh có gì mà bực, tuổi còn trẻ đã là cán bộ cấp phó thính, vợ chưa cưới vừa xinh đẹp vừa có tiền, sau lưng còn quyến rũ một đám tuyệt thế mỹ nữ, làm người tới loại cảnh giới như anh còn có gì mà bực. Tôi nếu được như anh thì chết cũng nguyện ý. Trương đại quan nhân thở dài, tôi khác với anh, tôi có lương tâm. Lương Thành Long chớp chớp mắt, anh biết tôi hiện tại muốn nói gì không? Trương Dương cầm chén rượu lên nhìn hắn. Địch mẹ, Lương Thành Long vì phối hợp với chữ này đặc biệt giơ ngón giữa lên. Trương Dương bật cười, uống hết chén rượu, cái chỗ này uống rượu thực sự không hứng lên nổi, ngay cả đồ ăn nhắm rượu cũng không có. Lương Thành Long nghe hắn nói như vậy thì vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ, đưa cho hắn một tờ 100 nguyên, tới chỗ Chu Tam Ký mua cho tôi 2 cân tôm hùm tới đây, chỗ còn lại cho cậu. Lương Tổng, thế này hình như không hợp quy củ. Lương Thành Long trợn trừng hai mắt nói, bảo quản lý của các cậu đi mua cho tôi. Không lâu sau, quản lý liền hớt hải cầm 2 cân tôm hùm vào. Trương Dương thở dài, anh đúng là thích làm khó người ta. Lương Thành Long nói, tôi từng một độ cho rằng, làm quan so với kinh thương thì tốt hơn, nhưng hiện tại bỗng nhiên minh bạch, trên đời làm gì cũng khó, làm kinh thương thì phải đóng vai cháu người ta, nhưng nhiều lúc còn có thể làm đại gia, làm quan thì đa số thời gian phải làm cháu. Anh một lòng muốn đi lên, gặp quan lớn phải cười bồi làm cháu, anh muốn làm quan tốt, vì dân vì nước, vậy phải làm cháu của dân, trái phải đều làm cháu, ngay cả thời gian thở cũng không có. Trương Dương nói, tôi thì không có loại cảm giác này, con người dù sao cũng phải sống cho ra người, không thể bởi vì người khác to hơn mình mà cứ phải cúi mình. Lương Thành Long nói, không phải cúi mình, người ta vốn đã cao hơn anh rồi, cấp bậc của chú tôi xem như không thấp, nhưng gặp bố vợ anh thì cũng vẫn phải cúi đầu cười, đây là đạo lý trên quan trường, quan to hơn một cấp thì đè chết người, cho nên người làm quan luôn liều mạng bò lên trên, nhưng khi hắn bò lên được một cấp thì phát hiện bên trên còn có người cao hơn. Vì thế hắn phải không ngừng bò, hy vọng đến ngày nào đó có thở hít thở thoải mái, tuyệt đại đa số người cả đời cũng không bò lên được, mà dù bò lên được rồi cũng lại có người đạp xuống. Con mẹ nó quá mệt mỏi, tôi tuy rằng là thương nhân, nhưng chỉ cần tôi không đầu cơ không phạm pháp, dã tâm đừng quá lớn, như vậy tôi sẽ sống rất thoải mái. Trương Dương cúi đầu đăm chiêu. Lương Thành Long nói, có chuyện tôi muốn nói với anh, nhà tôi chuẩn bị chuyển sang Australia.
Anh phải đi à? Lương Thành Long lắc đầu nói, không định đi, chỉ là tìm thêm một con đường đảm bảo, hơn nữa Thanh Hồng không hài lòng với hoàn cảnh giáo dục trong nước, muốn thay đổi cho đứa bé. Nhưng cái thay đổi cũng chỉ là quốc tịch, tôi thì không đi, trọng tâm sinh ý đều ở trong nước, đi rồi lấy gì mà ăn. Trương Dương nói, tôi thực sự khinh thường anh, kiếm tiền của người Trung Quốc, lại cống hiến cho xây dựng kinh tế ngoại quốc. Lương Thành Long nói, đừng nói tôi như vậy, tôi không tới được loại cảnh giới như anh, con người sống dù sao cũng phải ích kỷ một chút. Trương Dương đặt chén rượu không xuống, thật ra tôi cũng không muốn làm nữa. Lương Thành Long ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tôi chỉ nói cho vui thôi, anh đừng nghe tôi là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, anh ở trong quan trường có tiền đồ lớn như vậy, chẳng những có một bố vợ tốt, còn có một ông cha nuôi lợi hại, loại người như anh nếu không làm quan, vậy không phải lãng phí tài nguyên ư. Ông trời cũng sẽ không đáp ứng. Trương Dương nói, tôi có dự cảm, lần này đến Đông Giang khẳng định có phiền toái. Lương Thành Long nói, không thể nào, có thể có phiền toái gì chứ. Anh một không tham ô hai không hối lộ, không thể vô duyên vô cớ song quy anh được. Trương Dương nói, tôi không nói rõ được, chỉ là cảm thấy chuyện lần này có chút không đúng. Lương Thành Long nói, trời sập thì làm cái chăn, nếu thực sự gặp phiền toái, bỏ của chạy lấy người, cùng lắm thì ngồi tù vài năm, khi ra vẫn là hảo hán, anh trẻ tuổi như vậy, còn đầy cơ hội. Trương Dương cười mắng, anh đúng là không nghĩ được cái gì hay cả. Lương Thành Long nói, là tự anh nhận chuẩn là sẽ gặp chuyện không may, tôi không phải đang an ủi anh ư. Chó cắn lã động tân, không hiểu lòng tốt của người ta. Lúc này có người cười cười đi tới, phía sau hắn có một nhân viên phục vụ đi theo, trong khay đặt một chai Louis 13. Bởi vì Trương Dương đưa lưng về phía hắn, cho nên không thấy được diện mạo của hắn, cho tới lúc người đó tới bên cạnh cười nói, bí thư Trương, thì ra là ngài. Trương Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức nghĩ ngay tới Chu Vân Phàm, xoay người lại nhìn, liền thấy Chu Vân Phàm đứng bên cạnh mình. Lương Thành Long cười nói, hai người các anh không cần tôi giới thiệu chứ, Lát tiên sinh, ông chủ của Lam Ma Phương. Chu Vân Phàm bảo nhân viên phục vụ đặt rượu xuống, mình thì ngồi một bên, cười nói, hai vị sao uống rượu một mình thế? Có muốn tôi tìm mấy em tới ngồi cùng không? Chương 2492, họa từ trong nhà 2. Trương Dương nói, Lát, anh cuối cùng vẫn quay lại nghề xưa. Hắn trong lòng biết rõ thân phận của Chu Vân Phàm. Da mặt Chu Vân Phàm khá dày, không để ý Trương Dương nói hắn thế nào, cười bảo, sinh ý không phân biệt lớn nhỏ, chỉ cần có tiền là tôi làm. Trương Dương nói, chuyện trái pháp luật thì anh trăm ngàn lần đừng làm, đừng tưởng anh là người Ấn Độ thì được ưu tiên, ở Trung Quốc phạm pháp vẫn bắt cả. Chu Vân Phàm nói, bí thư Trương luôn thích nhìn người qua khe cửa, tôi hiện tại chính là thương nhân Ấn Độ tuân theo pháp luật, cho dù là anh lấy súng chĩa vào người tôi thì tôi cũng sẽ không làm chuyện xấu. Trương Dương nói, không làm thì tốt, anh đúng là buôn bán rộng thật, vừa làm công ty giải trí vừa làm công ty quảng cáo, còn mở cửa hàng ẩm thực, công viên nước, trong tay không thiếu tiền. Chu Vân Phàm nói, còn không phải nhờ vào chính sách của đảng ta ư, để một bộ phận người giàu lên trước. Tôi chính là thuộc nhóm không cẩn thận được giàu lên đó. Trương Dương tuy rằng khinh thường Chu Vân Phàm, nhưng hắn dù sao cũng là ân nhân của Hồ Nhân Như, cũng không đến mức không nể mặt chút nào, uống chén rượu với Chu Vân Phàm rồi nói, mở hộp đêm, đa số đều không thể ra ánh sáng, chuyện kinh thành nhân gian cung khuyết anh nghe nói chưa? Hậu trường cứng đến mấy cũng bị chính phủ xử lý. Chu Vân Phàm gật đầu, chuyện này tôi cũng có nghe nói. Tôi còn nghe nói cảnh thiên thu đó là tình nhân LFC lão tổng của tập đoàn Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc, bởi vì chuyện này, Triệu Vĩnh Phúc còn bị Trung Kỳ ủy điều tra. Lương Thành Long nói, tin tức của anh cũng linh thông đó, chuyện này rất ầm ĩ. Chu Vân Phàm nói, dây lưng của người dân để lỏng chút thì không sao, nhưng dây lưng của quan thì nhất định không thể nới lỏng được, bằng không, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy câu này thì cảm thấy có chút chói tai. Nhưng người ta cũng không phải nói về hắn, hắn cũng không tiện nói gì. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trương Dương đứng dậy cáo từ, Lương Thành Long nhìn thấy hắn không vui, cũng chỉ có thể đi theo hắn, Trương Dương kiên trì bảo hắn đưa mình tới chính phủ Nhất Chiêu ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vốn định tới thẳng văn phòng của Tống Hoài Minh, nhưng chưa tôi cửa tỉnh ủy thì liền nhận được điện thoại của bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Chiêu, bảo hắn tới văn phòng của mình một chuyến. Trương Đại Quan Nhân cảm thấy chuyện này càng lúc càng không đúng, vì sao bí thư ủy ban kỷ luật lại tìm mình? Không phải nói bảo mình tới Đông Giang học bồi dưỡng ư? Bộ tổ chức tìm mình còn giải thích được,
ủy ban kỷ luật tìm mình để làm gì. Trương đại quan nhân không phải sợ chuyện, hắn rất không thích tình trạng không minh bạch như vậy, mang theo hy vọng có thể tìm được đáp án, Trương đại quan nhân tới ủy ban kỷ luật tỉnh. Bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Chiêu cũng vừa tới văn phòng không lâu, đang ở đó đọc báo, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, y gật đầu, Lưu Chiêu này trước giờ luôn bất cẩu ngôn thiếu, tới rồi à? Trương Dương gật đầu, tối hôm qua đã tới rồi. Lưu Chiêu nói, đồng chí Trương Dương, con người của tôi nói chuyện trước giờ luôn rất trực tiếp, gọi anh tới Đông Giang là vì có một số việc, muốn làm sáng tỏ. Trương Dương cười nói, có phải lại có người tố cáo gì tôi hay không? Lưu Chiêu nói, chúng tôi không tin dèm pha, chúng tôi chỉ tin chứng cớ, nói với anh một tin tức tốt, bí thư tiền nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Bắc Cảng Trần Cương, tiền bí thư huyện ủy Tân Hải Tảm Thế Kiệt đã bị cảnh sát truy bắt về quy án, Trần Cương trước mắt đã bị giải đến Đông Giang, Tảm Thế Kiệt thì đang bị nhân viên cảnh sát trên đường áp giải về. Tin tức tốt, Trương đại quan nhân không cảm thấy vậy, tuy rằng Trần Cương và Tảm Thế Kiệt là hai tham quan, chết chưa hết tội, nhưng Trương Dương lại cảm thấy phiền toái của mình tới rồi. Tảm Thế Kiệt thì không nói, nhưng mình lúc trước từng tung mê hồn trận, giả bộ giết chết Tang Bối Bối, khiến Trần Cương và Viên Hiếu Thương hiệp đồng với hắn hủy thi diệt tích, không biết sau khi Trần Cương xa lưới có khai ra chuyện này hay không. Trương đại quan nhân tuy rằng trong lòng bất an, nhưng ngoài mặt vẫn rất chấn định, mỉm cười nói tốt, cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lưu Chiêu gật đầu, nói rất đúng. Y cầm điện thoại, ấn số nội tuyến. Rất nhanh liền nhìn thấy phó bí thư ủy ban kỷ luật Ngụy Long Hưng bước vào. Lưu Chiêu nói với Trương Dương, chuyện này vẫn luôn do đồng chí Ngụy Long Hưng phụ trách, anh phải hiệp trợ anh ta làm rõ chuyện này. Y gật đầu nói với Ngụy Long Hưng, phát hiện tình huống gì thì tùy thời phản ánh với tôi. Trương đại quan nhân và Ngụy Long Hưng cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, có điều hôm nay hai vị này đều lộ ra vẻ nghiêm túc, tựa hồ đang cường điệu khoảng cách và giới hạn với mình. Trương Dương vẫn biểu hiện rất phối hợp. Đứng dậy đi theo Ngụy Long Hưng, đi ra khỏi văn phòng của bí thư Lưu Chiêu, nhìn thấy bên ngoài còn có hai nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật chờ ở đó. Trương Dương cười nói với Ngụy Long Hưng, sao cảm thấy tôi hôm nay như chui đầu vô lưới, phó bí thư Ngụy không cần Hưng sư động chúng vậy chứ? Ngụy Long Hưng có chút xấu hổ cười, chỉ theo trình tự thôi, anh đừng hiểu lầm. Trương Dương bị bọn họ dẫn tới phòng họp của ủy ban kỷ luật, Trương Dương sau khi ngồi xuống nói với Ngụy Long Hưng, tôi giờ mới hiểu ý tứ của luân phiên huấn luyện, chính là luân phiên hỏi cung. Ngụy Long Hưng nói, Trương Dương, anh trước tiên xem một đoạn băng đã. Một người trong đó đi kéo rèm, một người khác thì mở tivi và thiết bị ghi hình. Trên màn ảnh xuất hiện một người trung niên, tuy rằng Trương Dương trước đó chưa thấy khuôn mặt này, nhưng khi người này vừa mở miệng, hắn lập tức xác định, người trong tivi chính là tiền bí thư ủy ban kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương. Trần Cương lúc trước chạy án, phải nói vẫn là Trương Dương và Tang Bối Bối bố cục, là Tang Bối Bối lẻn vào khách sạn Trần Cương bị khống chế rồi cứu hắn ra, cũng an bài cho hắn ra đi. Trần Cương sau khi lẩn trốn tới hải ngoại thì phẫu thuật thẩm mỹ, Trương Dương vốn cho rằng Trần Cương từ nay về sau sẽ mai danh ẩn tích, bốc hơi khỏi nhân gian, không ngờ hắn lại bị bắt nhanh như vậy. Ngụy Long Hưng nói, anh nhận ra người này không? Trương đại quan nhân lắc đầu, không nhận ra. Ngụy Long Hưng cũng không vạch trần. Bảo hắn xem tiếp. Lời thuyết minh nói, giới thiệu một chút thân phận của anh đi. Trần Cương đầu, giống như một con gà trống bại trận, báo cáo chính phủ, tôi tên là Trần Cương, nam, 55 tuổi, trước đây từng đảm nhiệm chức bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Bắc Cảng. Trần Cương, lúc trước xong quy anh, giam giữ anh ở khách sạn Kim Thuẫn, anh rốt cuộc làm sao mà thoát được. Chương 2493, họa từ trong nhà 3. Trần Cương nói, báo cáo chính phủ, tôi không muốn chạy trốn, tôi biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, có lỗi với đảng và nhân dân, tôi đã chuẩn bị nhận chế tài của pháp luật. Nhưng ngày đó ở trong khách sạn Kim Thuấn, bỗng nhiên có sát thủ xông vào muốn giết tôi, hắn phóng hỏa ở khách sạn Kim Thuấn, giết cảnh sát phụ trách bảo hộ an toàn cho tôi. Khi hắn chuẩn bị giết tôi thì một nữ nhân áo đen đã cứu tôi, là cô ta giết tên sát thủ đó, an bài cho tôi lên thuyền. Tôi tới Nam Triều Tiên. Ở đó phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ nhân áo đen đó là ai? Tôi không biết. Ai muốn giết anh, là ai muốn cứu anh? Trần Cương nói, người muốn giết tôi khẳng định là Hạng Thành và đồng lõa của hắn. Hắn lo tôi sẽ khai ra chuyện hắn tham ô hủ bại, lạm dụng chức quyền. Hạng Thành đã chết, anh có phải cảm thấy chết vô đối chứng nên mới nói như vậy hay không? Trần Cương vội vàng lắc đầu, không phải, tôi có thể tố giác.
tôi nguyện ý nói ra tất cả chuyện mà mình biết. Anh biết những gì, nếu như anh nguyện ý phối hợp với công tác điều tra của chúng tôi, nếu như lập công, chúng tôi trên tòa án sẽ xin cho anh được khoan hồng. Tôi nói hết, đúng rồi, còn có Trương Dương nữa, bí thư thị ủy thành phố Tân Hải Trương Dương, có thể là hắn muốn giết tôi. Trương đại quan nhân nghe đến đây thì đã hoàn toàn minh bạch, mẹ mày. Thằng chó Trần Cương, đúng là chó cùng rứt dậu, là ai cũng cắn một phát. Lời thuyết minh tiếp tục, hắn vì sao muốn giết anh? Trần Cương nói, bởi vì tôi biết bí mật của hắn, hắn từng lăng nhăng với một vũ nữ của Thiên Nhai một người tên là Tang Bối Bối, nữ nhân đó cứ dính lấy hắn, hắn lo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, liền, giết cô ta. Nhân viên thẩm tra hiển nhiên rất coi trọng chuyện này, Trần Cương, tôi nhắc nhở anh phải chú ý lời nói của mình, nếu như sự thật chứng minh anh đang nói dối, chúng tôi không những không giảm nhẹ hình phạt cho anh, còn có thể xử lý nặng hơn. Tôi thề, tôi lấy nhân cách của một đảng viên ra thề. Những gì tôi nói tất cả là sự thực. Trương đại quan nhân trong lòng mắng thầm, anh con mẹ nó còn có nhân cách ư, con mẹ nó bị người ta khai trừ rồi, không ngờ còn bôi đen cờ đảng. Hiện tại, anh kể lại chuyện này từ đầu đến cuối cho tôi. Trần Cương trong phim kể lại Trương Dương giết Tang Bối Bối như thế nào, ép mình và Viên Hiếu Thương cùng giúp hắn hủy thi diệt tích. Trương đại quan nhân không thể không thừa nhận, Trần Cương không nói dối. Lúc trước hắn quả thực liên thủ với Tang Bối Bối trình diễn trò hay này, mục đích là muốn tạo ra ảo giác cho Trần Cương và Viên Hiếu Thương, cho rằng họ đã nắm được nhược điểm của mình, sẽ đứng trên cùng trận tuyến với hắn. Đây cũng là một loại sách lược để hắn chuẩn bị đánh vào nội bộ kẻ địch, gia tăng sự tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng Trương Dương không ngờ, chuyện này đến cuối cùng lại diễn biến thành thế này, hắn chủ yếu là không ngờ Trần Cương sẽ xa lưới nhanh như vậy. Càng không ngờ Trần Cương sẽ cắn lại mình. Ngụy Long Hưng đánh mắt ra hiệu. Trợ thủ ngừng chiếu, nội dung còn lại đều không liên can tới Trương Dương. Ngụy Long Hưng nói, anh còn gì để nói không? Trương Dương nói, người này là Trần Cương ư, sao trông chẳng giống chút nào? Ngụy Long Hưng nói, điểm này anh không cần hoài nghi, chúng tôi đã tiến hành giám định rồi, thân phận của hắn đã được xác nhận. Trương Dương nói, cho dù hắn là Trần Cương, lời nói của phần tử hủ bại này các anh cũng tin ư. Hắn chính là một con chó bị rơi xuống nước, gặp gì cắn nấy. Anh trước đây từng đắc tội với hắn hiện tại sẽ muốn cắn người đó, mâu thuẫn của tôi và hắn sớm được công khai hóa, hắn bịa đặt tội danh kéo tôi xuống nước cũng không có gì là lạ cả. Ngụy Long Hưng nói, đồng chí Trương Dương, về chuyện của vũ nữ này, trước đây cơ quan công an đã tiến hành điều tra anh, Trần Cương đều nói rất rõ ràng thời gian địa điểm và quá trình chuyện phát sinh, không giống như là nói dối. Trương đại quan nhân lộ ra vẻ mất hứng, phó bí thư Ngụy, ngài có ý gì? Vậy là bảo tôi nói dối rồi. Ngụy Long Hưng nói, tôi hy vọng anh có thể phối hợp với công tác của chúng tôi, nếu như anh kiên trì thái độ này, chúng tôi chỉ có thể chuyển giao chuyện này cho cơ quan công an điều tra. Trương Dương nói, vậy thì điều tra. Không làm chuyện xấu nữa nên không sợ quỷ gõ cửa, thích con mẹ nó cha thì cha. Trương đại quan nhân giận thật rồi, đám người của ủy ban kỷ luật đúng là ăn no rừng mỡ. Nhưng Trương Dương rất nhanh liền minh bạch. Chuyện này không phải ủy ban kỷ luật ăn no rừng mỡ, buổi chiều hôm ấy, Trương Dương đã bị tổ chuyên án của tỉnh thính tiến hành thẩm vấn. Phụ trách thẩm vấn hắn là lão bằng hữu của hắn Vinh Bằng Phi. Gặp nhau dưới tình huống này, đối với hắn và Vinh Bằng Phi mà nói đều là lần đầu tiên. Trương đại quan nhân vẫn là bộ dạng thản nhiên như không, hắn không chống đối, thậm chí không biểu hiện ra bất kỳ vẻ không phối hợp nào, di động của hắn bị thu, đã chặt đứt tất cả liên hệ của hắn với ngoại giới. Sau khi minh bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Trương Dương ngược lại thành bình tĩnh, Tang Bối Bối căn bản không chết, hắn cũng muốn xem chuyện này rốt cuộc là ai ở sau lưng đưa đẩy, chỉ cần để hắn tra được người khởi xướng là ai, hắn khẳng định sẽ bắt thằng chó này, tát cho hắn mấy cái để thiết hận. Vinh Bằng Phi lật xem hồ sơ, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Dương, đồng chí Trương Dương, việc mà Trần Cương nói có phải là thật không? Trương Dương lắc đầu nói, các anh tin hắn hay là tin tôi? Vinh Bằng Phi nói, tin chứng cớ. Trương Dương cười nói, được, vậy tôi trước hết sẽ nghe cái gọi là chứng cớ của các anh. Vinh Bằng Phi nói, Trần Cương tố cáo anh giết người, chúng tôi đã nhằm vào chuyện này tiến hành điều tra tường tận. Trương Dương nói, xin được ngắt lời, các anh bắt được Trần Cương đã bao lâu rồi? Vinh Bằng Phi nói, một tuần. Trương Dương nói cách khác điều tra của các anh về tôi cũng được một tuần, xem ra chắc đã tìm được không ít chứng cớ. Bằng không cũng sẽ không lấy cái danh mục luân phiên huấn luyện ra lừa tôi đến Đông Giang.
Vinh Bằng Phi nói, đồng chí Trương Dương, tôi muốn anh tập trung vào vấn đề trước mắt, quý trọng cơ hội biện hộ cho mình. Trương Dương nói, tôi cũng không phải là tội phạm, tôi không cần thiết phải biện hộ. Vinh Bằng Phi nói, chúng tôi đã bắt được Viên Hiếu Thương, hắn đối với chuyện này cũng đã khai nhân hết. Trương Dương ngây ra một thoáng, không ngờ tốc độ hành động của cơ quan công an lại nhanh như vậy. Trương Dương không khỏi trào phúng, sao bắt tham quan không thấy các anh ra sức như vậy. Đem tất cả tinh lực vào đối phó người một nhà. Vinh Bằng Phi nói, lần này là thính tỉnh và ủy ban kỷ luật tỉnh liên hợp thành lập tổ công tác, tra rõ vấn đề hủ bại tồn tại ở Bắc Cảng, trước mắt, Trần Cương và Tạm Thế Kiệt đều trước sau xa lưới, tất cả đang trong tiến trình thẩm vấn, bọn họ cũng đã thú nhận hết những hành vi phạm tội, tôi hy vọng anh có thể giữ đúng thái độ, nói ra chân tướng sự thật. Trương Dương nói, xem ra anh đã đối đãi với tôi như phần tử hủ bại rồi. Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương, bằng chứng của Trần Cương rất bất lợi đối với anh, chứng cứ mà Viên Hiếu Thương cung cấp cũng khớp với hắn, căn cứ vào sự điều tra của chúng tôi thì giữa hai người không hề tồn tại bất kỳ hành vi thông cung nào cả. Trương Dương nói, cho nên, anh cảm thấy những gì mà họ nế đều là sự thật. Vinh Bằng Phi nói, vậy anh cho tôi một lời giải thích hợp lý. Trương Dương nói, là Bí Thư Tống bảo các anh làm như vậy à? Vẻ mặt của hắn vẫn không thấy bất kỳ vẻ phẫn nộ nào. Vinh Bằng Phi không nói gì. Trương Dương nói, trả lời tôi. Vinh Bằng Phi nói, Vương Tử Phạm pháp đồng với thứ dân, đồng chí Trương Dương, tôi nghĩ đã đến lúc anh nên nhìn thẳng vào hiện thực rồi. Tống Hoài Minh ngồi trong văn phòng, vẻ mặt của y vẫn thản nhiên như không, không ai nắm được tâm tình của y lúc này rốt cuộc là như thế nào. Thư ký Trung Bồi Nguyên từ bên ngoài bước vào, hắn đã có kinh nghiệm nhiều năm công tác bên cạnh Tống Hoài Minh, tới bên cạnh Tống Hoài Minh, nói khẽ tỉnh trưởng Chu tới. Tống Hoài Minh gật đầu, Trung Bồi Nguyên vừa nói xong thì Chu Hưng Dân đã bước vào. Tống Hoài Minh đứng dậy mỉm cười nói, Hưng Dân tới đấy à, ngồi đi. Trung Bồi Nguyên pha chén cho Chu Hưng Dân rồi sau đó lặng lẽ lui ra. Chu Hưng Dân lại không ngồi xuống, y lộ ra có chút lo lắng, Bí Thư Tống. Tôi nghe nói ủy ban kỷ luật gọi Trương Dương đi rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tống Hoài Minh nói, chuyện cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Chu Hưng Dân không tin những lời này của Tống Hoài Minh, Trương Dương là con rể tương lai của y, phóng mắt khắp tỉnh Bình Hải, ai dám không xin chỉ thị của Bí Thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh mà bắt con rể tương lai của y. Trừ phi về sau không muốn lăn lộn ở Bình Hải nữa. Chu Hưng Dân nói, Bí Thư Tống, Trương Dương là người lập được công lớn cho Bình Hải chúng ta. Chúng ta không thể cứ song quy hắn một cách không minh bạch như vậy được. Nếu như để các cán bộ khác nhìn thấy, có phải cũng lạnh lòng hay không? Tống Hoài Minh nói, đã song quy hắn rồi ư, tôi sao không biết nhỉ? Chu Hưng Dân nói, tôi cũng mới nghe nói, cho nên mới tới đây hỏi anh. Chương 2494, họa từ trong nhà 4. Tống Hoài Minh thở dài, Hưng Dân à, anh chắc biết, chúng ta có chế độ tránh né. Mấy ngày trước lão Lưu của ủy ban kỷ luật tới tìm tôi, anh ta nói với tôi, Trương Dương trong lúc đảm nhiệm bí thư thị ủy ở Tân Hải, có thể tồn tại một số vấn đề, ý tứ của anh ta rất rõ ràng, chính là bảo tôi tỏ thái độ, tôi lúc ấy liền nói với anh ta, bất kể ai phạm sai lầm đều phải đối xử bình đẳng. Đừng bận tâm tới mặt mũi của tôi, nên ta thế nào thì cứ tra, nếu như sự thật chứng minh Trương Dương có không vấn đề, tổ chức sẽ trả lại công đạo và trong sạch cho hắn. Nếu như chứng minh hắn có vấn đề, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Tôi thật sự không biết tình huống điều tra, anh cũng biết quan hệ của tôi và Trương Dương tôi không thích hợp hỏi đến. Chu Hưng Dân nói, hôm nay Trương Dương bị ủy ban kỷ luật dẫn đi, nghe nói đã chuyển tới thính công an để điều tra. Bí Thư Tống, đây cũng không phải là việc nhỏ, đối với anh cũng có ảnh hưởng bất lợi. Tống Hoài Minh nói, hắn là hắn, tôi là tôi. Có thể có ảnh hưởng gì? Chu Hưng Dân nói, lời người đáng sợ. Tống Hoài Minh nói, đã làm thì không sợ người ta nói, không làm thì càng không sợ người ta nói. Chu Hưng Dân gật đầu, Tống Hoài Minh quả thực có khí phách của người đứng đầu. Tống Hoài Minh nói, Hưng Dân, hay là anh phụ trách chuyện này đi. Chu Hưng Dân nói, Bí Thư Tống, anh đây không phải ra nan đề cho tôi ư. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, đâu có bảo anh tự mình đi điều tra, anh chỉ cần giám sát là được. Bảo đảm chuyện lần này được tiến hành dưới tiền đề công chính công bình. Mưa thu luôn tràn ngập tư vị ưu sầu. Sau khi Tống Hoài Minh tan ca, một mình tới trung tâm phục hồi sức khỏe, thăm bạn học Lưu Diễm Hồng đang tiến hành hồi phục sức khỏe ở đó. Lực lượng chi trên của Lưu Diễm Hồng đã dần dần bắt đầu khôi phục, bảo hộ sĩ giúp cô ta đi trên hành lang.
nhìn mưa bên ngoài. Tống Hoài Minh cất ô, vẩy vẩy rồi đặt xuống. Lưu Diễm Hồng lập tức nhìn thấy y, nhìn thấy Tống Hoài Minh mặc áo gió màu xám, phong độ phiên phiên. Cô ta bất giác nhớ tới khi năm đó bọn họ cùng học tập ở trường đảng, Lưu Diễm Hồng trong lòng ấm áp, cô ta mỉm cười nhìn Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nhìn thấy nụ cười trên mặt Lưu Diễm Hồng, y cũng cười, tới bên cạnh Lưu Diễm Hồng, nói với hộ sĩ, để tôi. Y cứ cách một đoạn thời gian lại tới trung tâm, cho nên hộ sĩ chuyên trách của Lưu Diễm Hồng rất quen thuộc với y, cười nói, chào bí thư Tống. Tống Hoài Minh nhận lấy xe lăn, Lưu Diễm Hồng chỉ vào phía trước hành lang dài nói, tới vườn hoa nhỏ ở đằng sau đi. Tống Hoài Minh chậm rãi đẩy cô ta, rất nhanh liền tới hoa viên, trong hoa viên chỉ còn lại mấy đóa hoa cúc co rúm lại trong mưa thu, Tống Hoài Minh không đi nữa, đi nữa là sẽ tiến vào trong mưa gió. Lưu Diễm Hồng nói, sao không nói gì? Bạn học, anh hôm nay có phải có tâm sự gì hay không? Tống Hoài Minh nói, Trương Dương bị ủy ban kỷ luật điều tra. Lưu Diễm Hồng a một tiếng. Tống Hoài Minh lại nói tiếp, là tôi tự mình hạ lệnh. Lưu Diễm Hồng trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, hắn phạm vào tội gì? Tống Hoài Minh nói, tiền bí thư ủy ban kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương, tiền bí thư huyện ủy Tân Hải tạm thế kiệt trước sau xa lưới. Trần Cương khai Trương Dương trong lúc công tác ở Tân Hải, sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn, từng dính dáng tới một phụ nữ của hộp đêm, về sau lại bởi vì không chịu nổi quấy rầy mà giết người diệt khẩu. Lưu Diễm Hồng nói, anh tin ư? Tống Hoài Minh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ta, Trần Cương và một gã đương sự khác đều đã chứng thực khẩu cung. Lưu Diễm Hồng nói, tôi không tin, Trương Dương không phải loại người như vậy. Cô ta nói xong quay đầu lại nhìn Tống Hoài Minh, anh vẫn chưa điều tra rõ chuyện đã khống chế Trương Dương rồi, cái này hình như không phải phong cách làm việc của anh. Tống Hoài Minh vẫn bình tĩnh, có người còn cung cấp một bản ghi âm, trong băng ghi âm, con gái của Hà Trường An Hà Vũ Mông thừa nhận có quan hệ bất chính với Trương Dương. Lưu Diễm Hồng nói, chuyện xấu lúc nào cũng cùng kéo tới, Trương Dương thật đúng là họa vô đơn chí. Tống Hoài Minh nói khẽ, người cung cấp bản ghi âm này là Văn Hạo Nam. Môi Lưu Diễm Hồng giật giật, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, ánh mắt của cô ta dừng hình trên mặt Tống Hoài Minh, quan hệ của Văn Hạo Nam và Trương Dương rất xấu, mâu thuẫn của bọn họ khi ở Bắc Cảng cũng đã trở nên gay gắt, Văn Hạo Nam vẫn luôn tìm cơ hội trả thù Trương Dương. Tống Hoài Minh nói, Trần Cương và Tạm Thế Kiệt có cùng một đặc điểm, hai người đều là chủ động đầu thú, rốt cuộc là ai có năng lực để bọn họ đầu thú. Bọn họ khó khăn lắm mới chạy thoát được ra nước ngoài, vì sao muốn về? Chẳng lẽ thực sự là cắn rứt lương tâm ư? Tống Hoài Minh lắc đầu nói, tuyệt đối không phải vậy. Bọn họ khẳng định bị bức ép nên mới trở về đầu thú. Lưu Diễm Hồng nói, nhưng anh không thể bởi vì sự tố cáo của những phần tử hủ bại như Trần Cương mà khống chế Trương Dương được. Tống Hoài Minh nói, tôi nếu không hạ lệnh điều tra hắn thì tự có người sẽ khai ra. Lưu Diễm Hồng bỗng nhiên minh bạch, Tống Hoài Minh làm như vậy là chiếm trước tiên cơ, có lẽ ý đồ của hắn không phải là điều tra Trương Dương. Mà là muốn bảo vệ Trương Dương. Tống Hoài Minh nói, tôi đã giao chuyện này cho Lưu Chiêu xử lý rồi, chỉ là tôi không ngờ, Thính Tỉnh đã tham gia vào chuyện này nhanh như vậy. Lưu Diễm Hồng nói, anh là nói hắn có suy tính khác. Tống Hoài Minh lắc đầu, trước mắt tôi vẫn không thể kết luận, nhưng phía sau tất cả những chuyện này nhất định có một đôi tay khá cao minh thao túng. Lưu Diễm Hồng nói, có lẽ người này đã bắt được nhược điểm anh không tiện tham gia. Tống Hoài Minh nói, chuyện này nên là việc công, nhưng tôi không ngờ động tác của bọn họ lại nhanh như vậy. Lưu Diễm Hồng có thể thông cảm cho tâm tình của Tống Hoài Minh lúc này, Bình Hải ngoài mặt thì nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực sóng ngầm đã bắt đầu rung động. Tống Hoài Minh giao chuyện cho Lưu Chiêu điều tra, cho thấy thái độ giải quyết việc chung, điều này là rất bình thường. Lưu Chiêu làm quan không phải một ngày hai ngày, tuy rằng người này nổi danh thiết diện vô tư, nhưng một cán bộ chỉ nói nguyên tắc không hiểu biến báo thì không thể lên tới địa vị cao như hiện tại. Với sự lý giải của Lưu Diễm Hồng đối với Lưu Chiêu thì hắn chắc không phải là loại người như vậy, cho dù là Tống Hoài Minh yêu cầu xử lý nghiêm khắc, là cấp dưới của Tống Hoài Minh, cũng phải để lại ba phần tình cảm. Lưu Chiêu ngay ngày đầu tiên điều tra đã chuyển Trương Dương tới Thính Công An, hành động này vô cùng khác thường, ngoài mặt thì xem như là giải quyết việc chung. Nhưng trên thực tế đã là không hề lưu lại chút mặt mũi nào cho vị bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh này. Lưu Diễm Hồng nói, bó lửa này chỉ sợ không chỉ đốt cháy mỗi Trương Dương. Tống Hoài Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, nói khẽ, hỏa thiêu liên doanh. Trên thế giới này luôn có người gấp gáp. Lưu Diễm Hồng nói, làm sao bây giờ? Tống Hoài Minh nói, tĩnh quan kỳ biến.
Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương chắc là bị oan. Tống Hoài Minh nói, ruồi bọ không bâu trứng không thủng, hắn nếu biết giữ mình trong sạch thì cũng sẽ không để bị người ta nắm được nhiều nhược điểm như vậy. Lưu Diễm Hồng nói, lúc trước người bảo hắn tiếp cận Trần Cương là tôi. Tống Hoài Minh nói, không đến vạn bất đắc dĩ thì cô không cần đứng ra. Lưu Diễm Hồng chớp chớp mắt. Tống Hoài Minh nói, binh đối binh, tướng đối tướng. Tôi cá với cô, quân cờ bọn họ dùng để phá cục tất nhiên Văn gia đứa nhỏ của Văn gia. Lưu Diễm Hồng nói, nếu như là vậy, Phó Thủ tướng Văn Thế Tất sẽ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tống Hoài Minh nói, luôn có người phải ra mặt trước. Viên Hiếu Thương ngồi trong phòng thẩm vấn, hắn bình tĩnh nhìn Văn Hạo Nam đứng đối diện mình, hai người cũng không xa lạ gì với nhau. Văn Hạo Nam nói, Viên Hiếu Thương, chúng ta lại gặp nhau. Viên Hiếu Thương lạnh lùng cười nói, phương thức này tôi rất không quen, tôi phạm tội à? Văn Hạo Nam nói, hỏi chính anh ấy. Viên Hiếu Thương nói, tôi vẫn luôn là thương nhân tuân theo pháp luật. Văn Hạo Nam nói, tuân theo pháp luật ư, anh không nói thì tôi quên mất, đại ca của anh từng là cục trưởng cục công an thành phố Bắc Cảng, có một vị cục trưởng cảnh sát làm đại ca, chắc biết tôn trọng pháp luật hơn người khác. Văn Hạo Nam đặt một tập hồ sơ lên bàn, đáng tiếc là anh không biết. Viên Hiếu Thương mỉm cười nói, anh cũng là cảnh sát, anh cũng từng làm cục trưởng cục công an Bắc Cảng, tuy rằng thời gian rất ngắn, có điều anh cũng có thể hiểu được pháp luật, không có chứng cớ, không thể tùy tiện bắt người. Văn Hạo Nam nói, anh chắc không xa lạ gì với Trần Cương. Viên Hiếu Thương nói, tôi không thích quan hệ với quan viên. Văn Hạo Nam nói, Trần Cương đã đầu thú rồi, trước mắt đang bị giam giữ, hắn chủ động cung cấp rất nhiều tư liệu, muốn tôi thuật lại một lần với anh hay không? Những năm gần đây, huynh đệ các anh dưới sự che chở của vị đại ca làm cục trưởng cảnh sát kia rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu, nhận bao nhiêu tiền bẩn, gây tổn hại bao nhiêu lợi ích cho quốc gia. Viên Hiếu Thương nói, Trần Cương, hắn không phải một phần tử hủ bại ư, có phải hắn nói gì các anh cũng tin hay không? Văn Hạo Nam nói, huynh đệ các anh làm buôn lậu lâu như vậy, anh có thể phủ nhận, nhưng tôi muốn nhắc nhở anh trước, tam ca anh Viên Hiếu Binh đã khai nhận tất cả rồi. Chương 2495, một lời nói hết một. Viên Hiếu Thương cười nói, bài này cũ rồi, thủ pháp phá án của công an các anh lúc nào thì mới có thể bắt kịp thời đại. Lát nữa anh liệu có nói những lời tương tự với tam ca của tôi không? Văn Hạo Nam nói, tôi không cần thiết phải lừa anh, đối với loại người chết cũng không hối cải như anh, tôi không cần phải thế. Viên Hiếu Thương nói, nếu như anh tra ra chứng cứ thật thì cứ khống cáo tôi. Nếu như tôi làm thì tôi tất nhiên sẽ gánh. Anh gánh được ư, anh cho rằng một mình anh ngồi tù thì có thể bảo đảm bình an cho người nhà ư. Viên Hiếu Thương, anh thông minh, từ trước đã dự cảm mình sẽ gặp chuyện không may, cho nên anh đã làm xong thủ tục di dân cho vợ con, nhưng anh cũng phải nhớ kỹ một câu, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không phải rời khỏi Trung Quốc thì tội nghiệp của các anh sẽ một bút xóa hết, vợ của anh đồng giảng cũng phạm tội, cô ta biết mà không báo, hơn nữa di rời tiền tham ô. Là đồng mưu của anh. Viên Hiếu Thương nói, Văn Hạo Nam, họ không dáng vào vợ con, vợ tôi trước giờ không hỏi tới chuyện làm ăn của tôi, anh việc gì phải tìm cô ta gây phiền toái. Văn Hạo Nam nói, anh chắc biết nguyên tắc phá án của chúng tôi luôn luôn là thành khẩn thì khoan hồng, kháng cự thì phát nghiêm. Viên Hiếu Thương nói, có ý gì? Văn Hạo Nam nói, căn cứ vào lời khai báo của Trần Cương, anh và hắn từng giúp Trương Dương hủy thi diệt tích vũ nữ Tang Bối Bối, có chuyện này hay không? Viên Hiếu Thương ngây ra một thoáng. Văn Hạo Nam nói, cân nhắc kỹ rồi hắn trả lời tôi. Viên Hiếu Thương cắn cắn môi, Văn Hạo Nam hiển nhiên đang lợi dụng nhược điểm tâm lý của mình để tiến hành đe dọa dụ dỗ, Viên Hiếu Thương nhắm mắt lại, không có. Văn Hạo Nam trợn trừng hai mắt. Viên Hiếu Thương nói, không có, tôi không nhớ rõ từng có chuyện này. Văn Hạo Nam gật đầu, được, đúng là bạn chí cốt, tôi hy vọng xương cốt của anh cũng có thể cứng rắn như miệng của anh. Sự tra hỏi Trương Dương không hề có được bất kỳ tiến triển gì, Vinh Bằng Phi trong quá trình hỏi cung cũng không áp dụng phương thức uy hiếp và dụ dỗ hắn, kết thúc cuộc thẩm vấn không hề có ý nghĩa này. Vinh Bằng Phi rời khỏi phòng thẩm vấn trở lại trong văn phòng của mình, y vừa mới ngồi xuống thì liền nhận được điện thoại của thính trưởng Cao Trọng Hòa. Cao Trọng Hòa nói, Bằng Phi, anh tới văn phòng tôi một chuyến. Vinh Bằng Phi không hề tới ngay, mà là ngồi trong văn phòng mình gần 20 phút mới đi. Cao Trọng Hòa chờ đã có chút bực mình, Vinh Bằng Phi vừa đi vào phòng, y đã trách cứ, sao lâu thế? Vinh Bằng Phi thở dài nói, còn không phải bởi vì vụ án đó ư.
Cao Trọng Hòa vừa mới từ kinh thành họp về, trên thực tế chuyện của Trương Dương y không hề biết. Cao Trọng Hòa nói, có chuyện gì thế? Chuyện của Trương Dương rốt cuộc là sao? Vinh Bằng Phi kể lại trước sau một lượt cho y. Cao Trọng Hòa nói, vì sao không thương lượng trước với tôi? Tôi tới kinh thành họp có mấy ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Vinh Bằng Phi nói, chuyện này là bí thư Tống tự mình hạ chỉ thị, ông ta nói muốn giải quyết việc chung. Cao Trọng Hòa nói, đổi thành tôi thì cũng sẽ nói như vậy. Nhưng giải quyết việc chung cũng phải chú ý sách lược chứ. Hiện tại các anh thẩm tra chưa? Có chứng cứ xác thực hay không? Trương Dương dù sao cũng là bí thư thị ủy Tân Hải, chẳng những là cán bộ quốc gia mà còn là đảng viên, cho dù có vấn đề thì cũng là ủy ban kỷ luật xử lý, hắn có bị song quy không? Sao mà gấp thế? Vì sao cứ phải nhận củ khoai lang nóng này? Vinh Bằng Phi nói, lúc trước án hủ bại tham ô của Bắc Cảng là bí thư Tống dẫn đầu. Do ủy ban kỷ luật và thính công an chúng ta thành lập tiểu tổ điều tra liên hợp, bảo chúng tôi phối hợp lẫn nhau. Bí thư Lưu của Ủy ban Kỷ luật cho rằng chuyện này liên quan tới án kiện hình sự, do chúng ta ra mặt thì thích hợp hơn. Cao Trọng Hòa tức giận nói, hắn cũng trốn giỏi thật. Vinh Bằng Phi nói, Cao Thính, căn cứ vào tình huống chúng tôi nắm giữ được trước mắt thì Trương Dương lần này rất khó rửa sạch tội. Cao Trọng Hòa nói, tôi nghe nói anh đưa cả Văn Hạo Nam vào tổ chuyên án. Vinh Bằng Phi nói, hắn vẫn luôn theo vụ án của Bắc Cảng, anh cũng biết đấy. Từ lần trước rời khỏi Bắc Cảng, trong lòng hắn đã ôm đầy bụng tức, tuy rằng đã đi, nhưng vẫn luôn không buông vụ án Bắc Cảng, hơn nữa vụ án Tang Bối Bối trước đây là hắn làm, chính hắn chủ động đề xuất, tôi luôn không thể cự tuyệt được. Cao Trọng Hòa, nói Bằng Phi, anh có từng nghĩ Bí Thư Tống sẽ nghĩ như thế nào không? Vinh Bằng Phi nói, Bí Thư Tống làm việc cương trực công chính. Nếu như Trương Dương phạm pháp, ông ta tuyệt đối sẽ không bao che. Cao Trọng Hòa gật đầu, Bằng Phi. Chuyện nếu đã như vậy thì tôi cũng không tiện nói gì nữa, trong quá trình điều tra nhất định phải chú ý phương thức phương pháp, nhất thiết phải cực kỳ cẩn thận. Sau khi Vinh Bằng Phi rời đi, Cao Trọng Hòa vốn muốn đi tìm Tống Hoài Minh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn từ bỏ ý định, ngay khi Cao Trọng Hòa đang suy trước tính sau, nên xử lý chuyện này như thế nào thì Bộ trưởng Tổ chức Tiêu Nãi Vượng gọi điện thoại tới. Tiêu Nãi Vượng và Cao Trọng Hòa đều là cán bộ xuất thân từ tỉnh Vân An, hai người ở Vân An chính là bạn tốt. Tiêu Nãi Vượng trong điện thoại không hề nhắc tới chuyện xảy ra gần đây, chỉ là đề xuất muốn tẩy trần cho Cao Trọng Hòa. Cao Trọng Hòa vốn có đầy một bụng chuyện muốn nói với người khác, lập tức đáp ứng. Tiêu Nãi Vượng ở nhà làm mấy món ăn, hai người sống cũng không xa nhau. Cao Trọng Hòa trước tiên về nhà nói với vợ một tiếng, xách một vò rượu tới chơi. Tiêu Nãi Vượng hôm nay ở nhà một mình, đồ ăn trên bàn đều là y tự làm. Cao Trọng Hòa vừa vào cửa. Nhìn thấy Tiêu Nãi Vượng mặc tạp dề ra mở cửa thì không khỏi bật cười, có thể khiến Bộ trưởng Tiêu tự mình xuống bếp nấu cơm, tôi thực sự rất vinh hạnh. Tiêu Nãi Vượng nói, đừng có ra vẻ, sao còn cầm rượu tới làm gì, đã hẹn là tôi mời anh uống rượu cơm mà. Cao Trọng Hòa nói, là bộ hạ cũ từ Vân An mang tới cho tôi, mang tới cho anh nếm thử. Tiêu Nãi Vượng tiếp lấy vỏ rượu, nói, không uống thứ này, chúng ta uống Đại Minh Xuân đi. Cao Trọng Hòa cởi áo gió, tới bàn ăn ngồi. Tiêu Nãi Vượng vào phòng bếp bưng nồi lẩu ra, sau đó cởi bỏ tạp dề, tôi tùy tiện làm mấy món, anh đừng chê. Cao Trọng Hòa cười nói, chúng ta là bằng hữu bao nhiêu năm rồi, sao đột nhiên trở nên khách sáo như vậy? Y cầm bình rượu trên bàn lên, ở chỗ y cũng có, kể ra còn là từ Trung Thu năm nay, Trương Dương bảo Cao Liêm Minh mang về cho mình. Tiêu Nãi Vượng nói, Trương Dương tặng đấy. Cao Trọng Hòa gật đầu, mở bình rượu. Trước tiên rót đầy cho Tiêu Nãi Vượng, trong nhà tôi cũng có, rượu này không tồi. Tiêu Nãi Vượng cầm chén rượu lên chạm cốc với Cao Trọng Hòa, hoan nghênh anh từ kinh thành vinh quy. Cao Trọng Hòa uống ngụm rượu, buông chén rượu, gắp củ lạc ăn, tôi lần này tới kinh thành ít nhiều có chút lấy việc công làm việc tư, một là để họp, hai là tìm thằng con trai khốn nạn của tôi, thằng ôn này một lòng một dạ ở kinh thành kiện người ta ra tòa. Chương 2496, một lời nói hết hai. Tiêu Nãi Vượng nói, ra tòa cũng tốt, nghề của hắn không phải là luật sư. Cao Trọng Hòa nói, anh biết nó muốn kiện ai không? Một chắt trai của Chu lão Chu Chí Kiên, một là Phó Hải Triều, con trai của Thủ tướng Phó. Tiêu Nãi Vượng lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại bật cười, kể ra thì thằng ôn này so với ông già nó là anh thì can đảm hơn. Cao Trọng Hòa cười khổ nói, can đảm ư, đáng tiếc không có đầu óc, thằng ôn này căn bản chính là đi theo Trương Dương gây chuyện.
Tiêu Nãi Vượng nói, người ta dù sao cũng phải có vài bằng hữu, làm chút chuyện cho bằng hữu cũng không có gì đáng trách. Cao Trọng Hòa nói, lão Tiêu à, chuyện của Trương Dương anh đã nghe nói chưa? Hiện tại ngay cả hắn cũng là Bồ Tát qua sông rồi, bản thân khó bảo toàn. Tiêu Nãi Vượng nói, nghe nói là thính công an các anh bắt hắn. Cao Trọng Hòa nhắc tới chuyện này liền buồn bực, y dập mạnh chén rượu, Vinh Bằng Phi này là đồ khốn nạn, ai mà không nhìn ra chuyện này là đại phiền toái lớn chứ? Chuyện mà ngay cả Lưu Chiêu cũng không muốn gánh, hắn thỏ đầu ra làm gì? Tiêu Nãi Vượng cười hắc hắc một tiếng, hắn hồ đồ ư. Tôi và hắn tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng người này làm việc trước giờ rất khôn khéo, lại là lão bằng hữu của Bí Thư Tống, chuyện chúng ta có thể nghĩ đến, hắn không đến mức không nghĩ được chứ. Cao Trọng Hòa mấp máy môi, đích xác là Bí Thư Tống tự mình hạ. Tiêu Nãi Vượng nói, Bí Thư Tống hạ lệnh điều tra, ông ta nói là bảo các anh bắt Trương Dương ư. Hiện tại Trương Dương rốt cuộc bị tội danh gì, có phải đã xong quy hắn hay không? Nếu như đã xong quy thì các anh nhúng tay vào cũng rất bình thường, mà nếu chưa thì tôi cũng muốn hỏi, các anh làm như vậy rốt cuộc có hợp với quy củ hay không? Cao Trọng Hòa nói, chỉ đang điều tra thôi, thật ra ngay cả chính y cũng không thuyết phục được mình. Tiêu Nãi Vượng nói, lão đệ, tôi hỏi anh một câu, chúng ta không tình tiết vụ án nữa, chỉ với trực giác của anh mà nói, anh cảm thấy Trương Dương có thể ra loại chuyện này không? Cao Trọng Hòa lắc đầu. Tiêu Nãi Vượng nói, tôi cũng không tin, tôi cảm thấy Bí Thư Tống so với chúng ta thì còn hiểu thằng con rể tương lai này hơn. Ông ta nếu hạ lệnh điều tra, tồn tại hai loại khả năng. Một là ông ta tin Trương Dương thực sự gây chuyện, cũng bởi vì chuyện này mà cảm thấy tức giận, nhất định muốn xử lý nghiêm khắc Trương Dương. Còn có một loại khả năng, ông ta cho rằng Trương Dương không có vấn đề, muốn mượn điều tra lần này để trả lại trong sạch cho Trương Dương. Cao Trọng Hòa nói. Nhưng hiện tại chứng cớ đang nắm giữ rất bất lợi đối với Trương Dương. Tiêu Nãi Vượng nói, chúng ta bỏ vụ án này sang một bên đi, anh không cảm thấy kỳ quái ư, biểu hiện của Lưu Chiêu và Vinh Bằng Phi lần này có phải có chút dị thường hay không? Cao Trọng Hòa nói khẽ, lão Tiêu, tuy nói pháp bất dung tình, nhưng cho tới bây giờ đều là pháp lý không ngoài nhân tình, tôi cũng thấy lạ, lần này Lưu Chiêu bọn họ làm có chút quá công chính rồi, tuy rằng Bí Thư Tống nói muốn xử lý theo lẽ công bằng. Nhưng bọn họ tựa hồ không có bất kỳ nhân tố nhân tình nào ở bên trong cả. Tiêu Nãi Vượng nói, nếu như Trương Dương thực sự có vấn đề, Bí Thư Tống cha hắn là đúng, nhưng ông ta làm như vậy, lại hiềm vạch áo cho người xem lưng, đối với danh tiếng của ông ta cũng không có lợi gì. Cao Trọng Hòa nói, chuyện này tôi thực sự có chút nhìn không thấu. Tiêu Nãi Vượng nói, anh thật ra trong lòng đã minh bạch rồi, chỉ là anh không muốn nói thôi. Cao Trọng Hòa nói, tôi thật không rõ Vinh Bằng Phi vì sao muốn làm như vậy. Hắn và Bí Thư Tống là lão bằng hữu, giao tình của hắn và Trương Dương cũng không tồi, vừa rồi hắn đề xuất để Văn Hạo Nam tiến vào tổ điều tra. Tiêu Nãi Vượng nói, lúc trước người đề nghị Văn Hạo Nam tới Bắc Cảng cũng là hắn đúng không? Cao Trọng Hòa không nói gì, cầm chén rượu lên lặng lẽ uống một ngụm. Tiêu Nãi Vượng nói, người ta rất nhiều lúc tâm tính sẽ xuất hiện biến hóa, có người ngoài mặt không lộ ra. Nhưng ở sâu trong lòng hắn chưa chắc đã nghĩ như vậy, một khi có cơ hội, dã tâm của bọn họ sẽ bại lộ. Cao Trọng Hòa nói, lão Tiêu, anh lớn tuổi hơn tôi, nhìn chuyện cũng thấu triệt hơn tôi, hay là anh phân tích thử đi. Tiêu Nãi Vượng nói, vấn đề của Trương Dương nếu đã bị người ta bới ra, Bí Thư Tống sớm muộn gì cũng phải tỏ thái độ, cho dù ông ta không tra thì tất nhiên sẽ có người đề xuất điều tra, cho nên Bí Thư Tống đề xuất đầu tiên chính là một nước cờ hay, cái này gọi là chiếm trước tiên cơ. Cao Trọng Hòa liên tục gật đầu. Tiêu Nãi Vượng nói, Bí Thư Tống bảo Lưu Chiêu xử lý chuyện này, cường điệu muốn xử lý theo lẽ công bằng, nhưng trong lòng ông ta chắc là không tin Trương Dương sẽ giết người, bất kỳ ai cũng đều sẽ nghĩ tới nhân tình, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng lại sẽ nghĩ vậy. Nếu như anh là Lưu Chiêu thì anh sẽ làm như thế nào? Cao Trọng Hòa nói, nếu như tôi là Lưu Chiêu, trước khi chưa điều tra rõ chuyện này thì tôi khẳng định sẽ không bới Trương Dương ra. Hơn nữa tôi cũng sẽ không để bộ môn khác nhúng tay vào chuyện này. Tiêu Nãi Vượng nói, Bí Thư Tống cũng cho rằng Lưu Chiêu sẽ không lôi Trương Dương ra, ông ta cho rằng Lưu Chiêu sẽ chiếu cố tới mặt mũi của mình, sẽ đối đãi chuyện này cẩn thận, loại chuyện này căn bản không cần Bí Thư Tống dặn dò thì hắn cũng biết đường mà mở một mặt lưới, thủ hạ lưu tình, Lưu Chiêu cũng có thể minh bạch. Nhưng Lưu Chiêu cố tình không hiểu, hắn nhận chuẩn bốn chữ xử lý công bình này, thái độ đối với Trương Dương là tra tới cùng. Hơn nữa dưới tình huống chưa thẩm tra đã vội vàng đưa Trương Dương cho thính công an. Cao Trọng Hòa nói, hắn muốn trốn tránh trách nhiệm ư. Tiêu Nãi Vượng nói,
nhưng hành động của hắn lại quá rõ ràng, hắn không nể mặt Bí thư Tống. Cao Trọng Hòa nói, trước khi Trương Dương vẫn chưa bị định tội, bọn họ làm như vậy. Mục đích không phải vì bản thân Trương Dương. Tiêu Nãi Vượng nói, ai cho bọn họ lá gan này? Cao Trọng Hòa cầm chén rượu lên, uống cạn rượu trong chén, không ngờ có người đã sốt sắng xếp hàng rồi. Tiêu Nãi Vượng nói, đưa Văn Hạo Nam vào tổ điều tra là một chiêu rượu, Trương Dương xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ do Văn Hạo Nam gánh vác. Đối với Phó Thủ tướng Văn mà nói, một là con nuôi một là con ruột, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Cao Trọng Hòa nói, Văn Hạo Nam hiển nhiên bị lợi dụng rồi. Tiêu Nãi Vượng nói, kẻ dám đắc tội với Bí thư Tống không nhiều lắm, dám trêu vào Văn gia lại càng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cao Trọng Hòa bỗng nhiên nghĩ tới một người, không khỏi hít một hơi lạnh, y nói khẽ, chuyện này chúng ta chỉ sợ không quản được. Tiêu Nãi Vượng nói, cho nên lần này mấu chốt không phải là bản thân vụ án của Trương Dương, mà là xếp hàng. Đám người chúng ta, mấu chốt nhất chính là giữ cho đầu óc tỉnh táo, làm tốt bổn phận của mình. Cao Trọng Hòa nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Tiêu Nãi Vượng, công tác của Thính Công An chính là bổn phận của mình, hiện tại đã xảy ra vấn đề, Tiêu Nãi Vượng có thể chẳng quan tâm tới chuyện này, nhưng mình lại không thể mặc kệ. Chương 2497, một lời nói hết ba. Trương Dương được an bài ở khách sạn Thủy Lợi Đông Giang. Tuy rằng không cho thấy thực sự muốn song quy hắn, nhưng trên thực tế Trương Đại Quan Nhân đã được hưởng thụ đãi ngộ song quy. Hạn chế ra ngoài, đoạn tuyệt ngoại giới liên lạc của hắn với ngoại giới, Trương Đại Quan Nhân lại coi đây là một cơ hội tĩnh dưỡng hiếm có. Kết cục của chuyện này hắn đã sớm hiểu rõ. Hắn tin chắc mình không sao, Tang Bối Bối căn bản không chết. Không ai có thể chứng minh cô ta đã tử vong, cho nên cảnh sát căn cứ vào lời khai của Trần Cương căn bản là không chắc chắn, cũng không thể thành lập. Nhưng Trương Dương không nóng lòng lấy ra con bài chưa lật của mình, có một số việc hắn trước mắt vẫn không thể xác nhận. Ủy ban kỷ luật, Thính Công An vì sao xuống tay không chút khoan dung với mình, động tác của bọn họ mạnh mẽ vang dội, nếu như nói Văn Hạo Nam nhằm vào mình là chuyện trong dự kiến, như vậy Vinh Bằng Phi thì sao? Người có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn với hắn này, vì sao muốn trở giáo? Hắn rốt cuộc đang làm việc theo lẽ công bằng hay là có ý đồ khác? Tình cảnh trước mắt của mình Tống Hoài Minh rốt cuộc có rõ hay không? Ngày hôm sau khi Trương Dương vào khách sạn Thủy Lợi Đông Giang, Văn Hạo Nam tới khách sạn, khi hắn đi vào phòng, Trương Dương đang tập hít đất. Văn Hạo Nam đến không hề làm gián đoạn sự rèn luyện của hắn, Văn Hạo Nam kéo ghế dựa ngồi xuống phía sau hắn. Trương Đại Quan Nhân hai tay chống đất, làm đột tác đứng chổng ngược, từ góc độ này hắn thấy Văn Hạo Nam đảo ngược, tất cả đều là đảo ngược. Trong mắt của Văn Hạo Nam, chỉ có thân thể Trương Dương là đảo ngược, vị trí bất đồng, quyết định cảnh vật bọn họ nhìn thấy bất đồng. Văn Hạo Nam nói, thân thủ không tồi. Trương Dương cười nói, thân thể là tiền vốn của cách mạng, đến chỗ nào cũng đều không thể quên rèn luyện. Văn Hạo Nam nói, về sau cơ hội rèn luyện của anh khẳng định còn rất nhiều. Trương Dương nói, cơ hội là phải dựa vào chính mình. Văn Hạo Nam nói, tỉnh lý nhằm vào vụ án của anh đặc biệt thành lập tổ chuyên án, tôi là người phụ trách của vụ án này. Trương Dương nói, hiện tại làm việc sao không chú ý nguyên tắc gì cả nhỉ? Hai ta là kiền huynh, dựa theo điều lệ chế độ thì anh nên lựa chọn tránh né chứ? Văn Hạo Nam nói, trong nguyên tắc tránh né không có quy định như vậy, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Trương Dương nói, Trần Cương là anh bắt à? Văn Hạo Nam mỉm cười nói, người tôi muốn bắt không ai có thể lọt lưới. Trương Dương tràn ngập trào phúng nói, lần đầu phát hiện anh tự tin anh, nhưng người tự tin rất dễ không nhìn rõ mặt thật của mình, tôi khuyên anh nên bình tĩnh cân nhắc cẩn thận. Văn Hạo Nam nói, cân nhắc gì? Làm cảnh sát, điều tôi phải cân nhắc chính là đưa tất cả phần tử phạm tội ra trước pháp luật. Trương Dương nói, nghe rất chính nghĩa. Văn Hạo Nam nói, lời chứng của Trần Cương anh biết rồi chứ? Trương Dương nói, lời nói của một quan viên hủ bại có thể có bao nhiêu thành phần đáng tin? Văn Hạo Nam nói, lời chứng của viên Hiếu Thương anh có muốn xem không? Trương Dương nói, không có hứng thú. Cho dù là thế giới đều nói tôi giết người, tôi vẫn muốn hỏi một câu, thi thể của Tang Bối Bối ở đâu? Các anh đưa ra chứng cứ cô ta đã tử vong cho tôi xem. Trước mắt, các anh ngay cả cô ta đã chết hay chưa cũng không thể xác nhận, làm sao có thể chỉ ra và xác nhận tôi giết người? Văn Hạo Nam cười nói, quả nhiên mạnh miệng, hủy thi diệt tích, thi thể đã bị anh ném xuống biển, có lẽ đã sớm thối rữa, bị tôm cá ăn sạch rồi. Vậy đó chính là chết vô đối chứng. Bất hạnh,
chúng tôi tìm được hai nhân chứng ở hiện trường. Trương Dương nói, lời nói của bọn họ không có bất kỳ sức thuyết phục nào cả. Văn Hạo Nam nói, tiện nói với anh một chuyện, Tần Manh Manh đã thừa nhận có tư tình với anh. Trương Dương nghe vậy ngẩn ra, chuyện này căn bản không thể, Tần Manh Manh chắc lên đường về Mỹ rồi, nhưng Văn Hạo Nam nói như vậy, chẳng lẽ Tần Manh Manh trên đường lại bị hắn chặn lại ư? Trương Dương nói, cảnh sát đều thích nói dối vậy à? Văn Hạo Nam nói, quên nói với A, Tần Manh Manh bởi vì mang theo dược phẩm cấm lên máy bay đã bị cảnh sát câu lưu rồi. Trương Dương xoay người đứng lên, mắt hổ khí thế bức nhân nhìn thẳng vào Văn Hạo Nam. Văn Hạo Nam cũng đứng lên, hắn không hề sợ hãi đối diện với Trương Dương, tay lại đặt lên súng. Trong khoảnh khắc trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng, đúng lúc giữa hai người đang hết sức căng thẳng thì cảnh sát trông coi ở ngoài cửa vội vàng bước vào, hắn ghé vào tai Văn Hạo Nam nói gì đó. Tay Văn Hạo Nam hạ xuống, cơ hồ đồng thời nghe thấy tiếng giống giận dữ của thính trưởng thính công an tỉnh Cao Trọng Hòa, làm cái gì thế? Các anh đang làm cái gì thế? Cao Trọng Hòa bước vào, y trợn mắt lên, bộ dạng giận dữ, chỉ vào mũi Văn Hạo Nam nói, anh ra lệnh cho anh. Anh cho anh quyền. Đầu óc Văn Hạo Nam có chút mù mịt, hắn không rõ vì sao Cao Trọng Hòa lại nổi giận với mình, cho tới giờ, Cao Trọng Hòa đối với hắn đều vô cùng khách khí, loại thái độ giống như hôm nay chưa bao giờ có. Văn Hạo Nam nói, là chỉ thị của Bí Thư Tống. Cao Trọng Hòa tức giận nói, tôi không phải nói chuyện này, Văn Hạo Nam, anh có nhớ thân phận của mình là gì hay không? Văn Hạo Nam nói, tôi, chức vị trước mắt của hắn là Cục trưởng Công an thành phố Nam Thích. Cao Trọng Hòa nói, thân là Cục trưởng Công an thành phố Nam Thích, anh không làm chuyện được phân, đến đây làm cái gì? Văn Hạo Nam nói, là thính trưởng Vinh điều tôi vào tổ chuyên án. Hắn bị khí thế chưa bao giờ bày ra của Cao Trọng Hòa làm cho ngây ngốc, trong nhất thời quên cả chữ phó. Cao Trọng Hòa cười lạnh nói, tính trưởng Vinh ư, tôi sao chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Ẩn ý rất rõ ràng, thính công an này chỉ có một thính trưởng họ Cao, lấy đâu ra thính trưởng thứ hai? Văn Hạo Nam biết mình nói sai rồi, hắn xấu hổ ho khan một tiếng, Cao Thính, ngài có thể đi chứng thực. Cao Trọng Hòa lạnh lùng nói, anh cho rằng mình rất quan trọng ư? Một câu nói cho Văn Hạo Nam mặt đỏ bừng, Trương đại quan nhân ở bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng, Cao Trọng Hòa phát huy, hắn cũng chưa thấy bao giờ, nhưng người ta không phát huy, anh cũng không thể coi người ta là con mèo bệnh được. Cao Trọng Hòa nói, lập tức về Nam Tích của anh, nơi này không có chuyện của anh. Văn Hạo Nam ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Cao Trọng Hòa, hắn chợt lắc đầu, Cao Thính, tôi theo vụ án này lâu như vậy, ông. Đây là mệnh lệnh. Cao Trọng Hòa lấy ngữ khí không cho phép nghi ngờ ra nói. Văn Hạo Nam hiển nhiên bị thái độ mãnh liệt của Cao Trọng Hòa chọc giận, Cao Thính, ngài không thể làm như vậy được, nếu như ngài kiên trì làm như vậy, tôi thà từ chức. Tôi phê chuẩn, lát nữa văn bản đầy đủ sẽ được đưa lên. Cao Trọng Hòa căn bản không cho Văn Hạo Nam bất kỳ cơ hội nào. Văn Hạo Nam oán hận gật đầu, xoay người bước đi. Cao Trọng Hòa mắng thầm trong lòng, tiểu tử hỗn đản này lão tử. Đây là giúp anh, một lòng muốn kéo anh ra khỏi vũng bùn, anh con mẹ nó không ngờ còn không nhìn rõ thế cục. Anh và Trương Dương rốt cuộc có thù gì đây? Sau khi Văn Hạo Nam rời khỏi, Cao Trọng Hòa ngồi xuống vị trí vừa rồi của hắn. Trương Dương cười nói với Cao Trọng Hòa, Cao Thính, nơi này không có trà ngon, tôi không thể pha trà cho ngài được. Cao Trọng Hòa nói, cậu khá lắm, không ngờ làm ra chuyện giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Trương Dương nói, các ông chắc đã thông đồng rồi. Chuẩn bị vu hãm tôi, chúng ta không có gì để nói cả, gặp nhau trên tòa, đúng rồi, đến lúc đó tôi sẽ mời con trai ông làm luật sư cho tôi. Cao Trọng Hòa thực sự dở khóc dở cười, cậu thực sự muốn kéo con trai tôi xuống nước ư. Trương Dương cầm khăn mặt lau mồ hôi, ngồi xuống đầu giường, trong gian phòng này chỗ nào cũng có nghe lén, khiến cho người ta không được tự nhiên. Cao Trọng Hòa nói một câu với cảnh sát bên cạnh, cảnh sát đó lập tức đi ra ngoài. Đóng cửa phòng. Cao Trọng Hòa nói, có gì thì nói mau đi. Trương đại quan nhân cho dù là đối với Cao Trọng Hòa cũng khó hoàn toàn tín nhiệm, hắn cười nói, Cao Thính vừa rồi thật là cao minh. Cao Trọng Hòa nói, có ý gì? Trương Dương nói, ông đuổi Văn Hạo Nam đi, thật ra là đang giúp hắn, đã hắn ra khỏi phiền toái này, thật là dụng tâm đến khổ, đáng tiếc người ta hình như không mua vé của ông. Cao Trọng Hòa nói, có vẻ cậu rất thông minh, nhưng sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Trương Dương nói, Cao Thính, trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy ngài rất lợi hại, quản lý hệ thống công an Bình Hải rất gọn gàng ngăn nắp, chế độ nghiêm minh,
nhưng hiện tại mới phát hiện, ngài cũng chỉ là một kẻ mắt điếc tai ngơ. Cao Trọng Hòa nói, cậu đã tới hoàn cảnh này rồi còn dám nói chuyện với tôi như vậy ư? Trương Dương nói, tôi thảm lắm à? Sao tôi không cảm thấy nhỉ? Ủy ban kỷ luật lại không thực hiện xong quy tôi, đảng tịch công chức của tôi vẫn còn, các ông dựa vào gì mà nhúng tay? Là ông tự mình hạ mệnh lệnh ư? Tôi thấy không giống, ông chắc không hồ đồ như vậy. Cao Trọng Hòa không nói gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trương Dương nói, cái gọi là tổ chuyên án của ai? Xin hỏi các ông hiện tại rốt cuộc đã lập án đối với tôi chưa? Nếu như chưa thì dựa vào gì mà các ông tiến hành điều tra tôi? Cao Trọng Hòa nói, điều tra cậu thật ra là bí thư Tống gõ bàn định án. Trương Dương nói, dù sao cũng phải có lời nói chứ, không thể hy lý hồ đồ bắt tôi được, chỉ bằng vào lời tố của hai quan viên hủ bại, có thể có bao nhiêu độ đáng tin, nếu như sự thật chứng minh các ông đổ oan cho tôi, xin hỏi hệ thống công an các ông còn mặt mũi nào mà đối mặt với pháp luật và chính nghĩa? Chương 2498, một lời nói hết bốn. Cao Trọng Hòa nói, chẳng ai nói cậu nhất định có tội cả. Vậy chính là có lẽ có, tôi nói này Cao Thính, chúng ta có thể có chút sáng ý không? Đừng có chơi trò có lẽ có nữa được không? Cao Trọng Hòa nói, Trương Dương, cậu cứ an tâm ở đây, chuyện này nhất định sẽ mau chóng cho cậu một thuyết pháp. Trương Dương nói, tôi thì không sao cả, nếu như tôi không phối hợp với các ông, chẳng ai ngăn được tôi cả, còn có một việc, Văn Hạo Nam đã bắt Tần Manh Manh rồi. Nói cô ta mang theo dược phẩm cấm lên máy bay, chuyện này khẳng định có điều mờ ám, tôi hy vọng ngài có thể chú ý tới chuyện này, đừng để người tốt bị oan. Càng đừng dung túng cho đám thủ hạ của ông lừa trên gạt dưới, muốn làm gì thì làm. Cao Trọng Hòa gật đầu, tôi sẽ điều tra rõ. Cao Trọng Hòa rời khỏi khách sạn Thủy Lợi, lập tức hạ lên thay gác, cũng hạ lệnh, không có mệnh lệnh của mình thì bất kỳ ai không thể một mình thẩm vấn Trương Dương. Cao Trọng Hòa vừa mới trở lại văn phòng thì Vinh Bằng Phi tìm tới. Cao Trọng Hòa đã sớm có chuẩn bị tâm lý, ngẩng đầu mỉm cười, Bằng Phi tới đây à? Vinh Bằng Phi vẻ mặt ngưng trọng nói, Cao Thính, tôi nghe nói ngài đã cách chức Hạo Nam. Có ư, vẻ mặt Cao Trọng Hòa lộ ra có chút bối rối, nhưng lập tức lại tựa hồ nhớ tới gì đó, ha ha, tôi còn tưởng anh nói ai, Văn Hạo Nam à, không phải tôi cách chức anh ta. Là tự anh ta đề xuất muốn từ chức, tính tình của tôi anh cũng biết rồi đó. Trước giờ không thích ép ai, nếu anh ta không muốn làm nữa thì tôi cũng không thể dí súng bắt anh ta làm. Anh nói đúng không? Vinh Bằng Phi nói, Cao Thính, trong chuyện này tôi phải nói một tiếng xin lỗi với ngài, bảo Hạo Nam gia nhập tổ chuyên án là chủ ý của tôi không những cân nhắc đến năng lực cá nhân xuất chúng của Hạo Nam. Còn cân nhắc đến một chuyện khác, Hạo Nam từng đảm nhiệm Cục trưởng Công an Bắc Cảng. Hắn đối với vụ án buôn lậu, hủ bại của Bắc Cảng thì hiểu rất rõ. Lần này Trần Cương và Tảm Thế Kiệt xa lưới đều có liên quan tới sự cố gắng của anh ta. Cao Trọng Hòa nói, hình như lúc trước anh ta tới Bắc Cảng nhậm chức cũng là anh đề cử. Vinh Bằng Phi nói, điều anh ta tới Nam Tích cũng là tôi đề xuất, dù sao anh ta cũng là con trai của Phó Thủ tướng Văn, về nhân tình, chúng ta vẫn phải chiếu cố một chút. Những lời này là đang ám chỉ Cao Trọng Hòa. Nếu như chuyện này anh xử lý không tốt thì rất có thể sẽ đắc tội với Văn gia. Cao Trọng Hòa nói, ai có thể không có nhân tình được chứ, nếu như mặt mũi của ai chúng ta cũng phải chú ý thì chúng ta thôi đừng công tác nữa. Vinh Bằng Phi nói, Cao Thính, với vụ án trước mắt mà nói, không ai hiểu rõ hơn Hạo Nam. Cao Trọng Hòa nói, anh ta hiểu thì sao? Anh biết quan hệ của anh ta và Trương Dương chứ? Bọn họ là kiền huynh, anh không hiểu nguyên tắc tránh né à? Vinh Bằng Phi nói, cái này, y thật sự không ngờ Cao Trọng Hòa lại dùng lý do hoang đường như vậy để chặn miệng mình. Cao Trọng Hòa nói, tôi thấy Văn Hạo Nam rất có thể sẽ lấy việc công làm việc tư, để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới điều tra lần này, cái này đối với công tác điều tra về sau của chúng ta hiển nhiên rất bất lợi, để anh ta rời khỏi tổ điều tra tuyệt đối là quyết định chính xác. Vinh Bằng Phi nghe thấy Cao Trọng Hòa đã nói tới nước này, cũng không tiện kiên trì, dù sao người ta là chức chính. Quan to hơn một cấp thì đè chết người, y không thể vì Văn Hạo Nam mà trở mặt, Vinh Bằng Phi nói, về phần sự kiện từ trước đó, tôi đã hỏi qua Hạo Nam rồi, anh ta nói chỉ là xung động nhất thời nên nói vậy thôi, Cao Thính, ngài người lớn đừng chấp trẻ con. Cao Trọng Hòa nói, cảnh sát chúng ta là bộ đội kỷ luật, phải phục tùng và nghe mệnh lệnh của chỉ huy, anh không nhìn thấy tình huống hiện trường thôi, tôi không cảm thấy anh ta nói vậy là vì tức giận, nếu muốn từ chức thì vậy tôi chỉ có thể đáp ứng. Không thể cản tiền đồ tốt của người ta được. Vinh Bằng Phi nhìn thấy sắc mặt của Cao Trọng Hòa sầm xuống, trong lòng có chút minh bạch,
cơn giận của Cao Trọng Hòa không chỉ là hướng về phía Văn Hạo Nam, mà còn hướng cả vào mình, nói thêm gì cũng không có ý nghĩa, Vinh Bằng Phi chuẩn bị cáo từ. Cao Trọng Hòa lại gọi y lại, Bằng Phi, quan hệ của anh và Trương Dương không phải vẫn luôn rất tốt ư, trong chuyện này anh thấy thế nào? Vinh Bằng Phi nói, chính bởi vì tôi coi anh ta là bạn, cho nên tôi càng phải nghiêm túc tra rõ chuyện này, nếu như anh ta phạm tội, tôi sẽ không thiên vị, nếu như sự thật chứng minh anh ta oan uổng, tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh ta. Cao Trọng Hòa nói, lời này tôi nhớ kỹ. Vinh Bằng Phi đi không lâu thì Cao Trọng Hòa liền nhận được điện thoại của tỉnh trưởng Chu Hưng Dân, Chu Hưng Dân gọi điện tới là vì Văn Hạo Nam. Sau khi điện thoại nối, Chu Hưng Dân liền vào thẳng chủ đề, thật Cao à, tôi nghe nói anh đã cách chức Văn Hạo Nam. Cao Trọng Hòa bật cười, tỉnh trưởng Chu, tôi phát hiện hiện tại là lời đồn bay đầy trời, tôi thực sự rất oan uổng, Văn Hạo Nam là tự mình chủ động yêu cầu từ chức, tôi sao có thể tùy tiện cách chức anh ta. Cho dù tôi thực sự muốn vậy thì cũng phải thương lượng một chút với các lãnh đạo chứ. Chu Hưng Dân nói, lão Cao à, Hạo Nam có thể nói là tôi dẫn tới, mấy ngày trước khi tôi trở lại Kinh Thành, Phó Thủ tướng Văn còn đặc biệt dặn dò tôi phải chiếu cố anh ta nhiều hơn, nhưng còn chưa được mấy ngày đã xảy ra loại chuyện này, anh bảo tôi về sau còn mặt mũi nào gặp Phó Thủ tướng Văn. Cao Trọng Hòa nói, tỉnh trưởng Chu, từ chức thực sự là anh ta đề xuất mà. Chu Hưng Dân cười nói, người trẻ tuổi ai chẳng có lúc khí thịnh xung động, giáo huấn thì nhất định phải có, nhưng cũng không thích hợp một gậy đánh ngã hắn, tôi thấy chuyện này hay là thôi đi, người thanh niên này Hạo Nam này không tồi, chỉ là xử lý chuyện có chút quá khích. Cao Trọng Hòa nói, tỉnh trưởng Chu, nếu ngài đã ra mặt thì tôi coi như chuyện này chưa xảy ra. Chu Hưng Dân nói, đúng rồi, lão Cao, Bí Thư Tống vô cùng quan tâm tới chuyện của Trương Dương, sự kiện đó rốt cuộc tiến triển thế nào rồi? Cao Trọng Hòa nói, tỉnh trưởng Chu, chuyện này vẫn luôn do đồng chí Vinh Bằng Phi lo liệu, tôi vừa về, vẫn chưa tìm hiểu rõ được. Chu Hưng Dân nói, anh phải trọng điểm chú ý một chút, dù sao chuyện liên quan tới Trương Dương, tận lực đừng để ảnh hưởng mở rộng. Cao Trọng Hòa buông điện thoại, nghĩ nghĩ, y gọi điện thoại cho thủ hạ Lý Quốc Sâm, bảo hắn điều tra rõ chuyện của Tần Manh Manh rồi lập tức đưa Tần Manh Manh tới chỗ mình. Buổi chiều hôm ấy cuộc họp thường ủy của Bình Hải được tổ chức đúng giờ. Bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh tới muộn, cái này khác với tình huống nhất quán đúng giờ của y trước đây, trong lòng các thường ủy không khỏi bắt đầu phỏng đoán, Tống Hoài Minh tới muộn có phải có liên quan tới những chuyện xảy ra gần đây hay không? Tống Hoài Minh đi vào phòng họp, mỉm cười, từ trên mặt y không nhìn ra bất kỳ vẻ khốn nhiễu và buồn bực nào, y vừa đi vào cửa lớn phòng họp đã áy náy nói, ngại quá, tôi vừa mới nhận được một cú điện thoại rất quan trọng, để mọi người đợi lâu rồi. Các thường ủy có mặt đương nhiên không ai oán hận, đối với cấp dưới mà nói thì lãnh đạo tới muộn vĩnh viễn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tống Hoài Minh ngồi xuống vị trí của y, trước tiên cầm chén trà của mình uống ngụm trà, đề tài thảo luận hôm nay vốn là về vấn đề an toàn cuối năm, nội dung cụ thể đã viết xong rồi, mọi người tự xem đi, vấn đề an toàn là yếu đề hàng năm đều vậy, không có ý mới gì, nhưng lại không thể không nhắc tới, tầm quan trọng của an toàn sản xuất thật ra không cần tôi nói mọi người đều minh bạch. Nhưng vì sao mỗi năm đều phải nhắc đến, mỗi người đều hiểu rõ nhưng hàng năm sao vẫn xảy ra chuyện. Nụ cười trên mặt Tống Hoài Minh đã hoàn toàn biến mất, xét đến cùng chính là một nguyên nhân, trong cán bộ chúng ta luôn luôn có một số người không coi trọng, luôn luôn có một bộ phận người ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Trong lòng các thường ủy đều cả kinh, hôm nay Bí Thư Tống có vẻ không ổn, bó lửa này không biết là chút vào ai đây. Tống Hoài Minh nói, chúng ta nên nhìn thấy. Rất nhiều chính sách mà quốc gia chúng ta định ra đều là tốt, điểm xuất phát đều là phù hợp với lợi ích của quần chúng, nhưng trong quá trình chấp hành lại đi theo hướng khác, chính sách của chúng ta bị người ta xuyên tạc, mà những người xuyên tạc chính sách lại là các đồng chí của mình, là tố chất bản thân không đủ hay là thiếu sức lý giải. Cán bộ như vậy sao có thể làm tốt công tác được? Lại sao đúng với hai chữ xứng chức? Khi nói những lời này, ánh mắt của Tống Hoài Minh lạnh lùng nhìn thẳng vào Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Lưu Chiêu. Phòng họp cũng không lớn, mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Tống Hoài Minh lúc này hướng tới đâu. Sắc mặt Lưu Chiêu cực kỳ khó coi, tuy rằng y biết hành vi của mình có thể sẽ làm Tống Hoài Minh tức giận, nhưng y cũng không ngờ Tống Hoài Minh trước giờ luôn nho nhã lại không chút che giấu phát tiết sự bất mãn đối với mình trước mặt mọi người. Càng khó xử hơn là, Tống Hoài Minh nói xong những lời này, vẫn nhìn y, ánh mắt không hề có ý rời đi. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Lúc này thậm chí ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Chương 2499, vây đánh 1.
Lưu Chiêu rất hy vọng không ai lên tiếng vào lúc này, hòng di rời sự chú ý, hóa giải sự xấu hổ của mình. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, không ai sẽ chủ động đi dính vào xui xẻo, lửa đạn vừa rồi của Tống Hoài Minh chỉ là đợt tấn công thứ nhất, khẳng định còn có đợt thứ hai, thứ ba. Tỉnh trưởng Chu Hương Dân lặng lẽ nhìn nhìn sắc mặt Tống Hoài Minh, y lựa chọn thời cơ thích hợp ho khan một tiếng, bí thư Tống nói. Ngoài mặt là đang ủng hộ những lời này của Tống Hoài Minh, nhưng trên thực tế lại là thông qua phương thức như vậy để làm suy yếu uy lực của sự phẫn nộ mà Tống Hoài Minh biểu đạt, khiến bầu không khí khẩn trương của hiện trường được giảm bớt trên trình độ nhất định. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lưu Chiêu vừa mới cảm thấy da đầu bớt căng thì lại phát hiện ánh mắt của Tống Hoài Minh vẫn không rời khỏi mình. Tống Hoài Minh nói, Hưng Dân, tôi vẫn chưa nói xong. Trong lòng tất cả thường ủy mà kinh hãi vì những lời này của Tống Hoài Minh, cho tới nay Tống Hoài Minh và Chu Hưng Dân đều rất hợp phách, ít nhất thì ngoài mặt là như vậy. Tống Hoài Minh trong trường hợp công khai vẫn luôn lộ ra vẻ vô cùng khách khí với Chu Hưng Dân, những lời vừa rồi của y cũng không phải là vì nổi nóng. Câu nói phụ họa của Chu Hưng Dân cũng không có sai sót gì, nhưng câu trả lời của Tống Hoài Minh lại có chút không nể mặt Chu Hưng Dân. Ẩn ý là, tôi vẫn chưa nói xong, anh sao đã vội chen lời. Chu Hưng Dân cười cười ngượng ngùng, Tống Hoài Minh là trách mình không hiểu quy củ, quan to hơn một cấp thì đè chết người, y chỉ có thể ngậm miệng lại. Tống Hoài Minh nói, trong đội ngũ cán bộ của chúng ta có rất nhiều người không xứng chức. Lúc trước khi chúng ta chọn lựa cán bộ tiêu chuẩn rất nghiêm khắc, rất nghiêm túc chọn lựa. Rất nhiều người cũng có thể làm được nghiêm dĩ luật dĩ, lấy mình làm gương, nhưng vì sao khi trong tay bọn họ có quyền lực thì tâm tính cũng liền bắt đầu thay đổi. Từ đó diễn sinh ra rất nhiều vấn đề tham ô, hủ bại, những vấn đề này vì sao thủy chung làn chúng ta khốn nhiễu. Nếu như những vấn đề này không thể mau chóng giải quyết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của đảng ta, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cải cách mở cửa phát triển, Bình Hải mấy năm nay vì sao xuất hiện nhiều vấn đề quan viên hủ bại như vậy. Phía ủy ban kỷ luật các anh chẳng lẽ không nên tự kiểm điểm lại ư? Một kiếm cuối cùng này của Tống Hoài Minh đã trực tiếp chém tới đầu Lưu Chiêu. Lúc này Lưu Chiêu đầu đầy mồ hôi, tuy rằng hắn đã sớm ý thức được Tống Hoài Minh cuối cùng cũng sẽ chĩa đầu mâu về phía mình, nhưng hắn cũng không ngờ lại bị chỉ đích danh trước mặt mọi người. Lưu Chiêu ngẩng đầu, hắn rất dũng cảm nhìn Tống Hoài Minh, sau đó nói, Bí thư Tống, tôi có thể nói vài câu không? Tống Hoài Minh nói, ở đây. Mỗi người đều có quyền lên tiếng. Trong lòng y còn có nửa câu chưa nói, đó là anh thì không có. Lưu Chiêu nói, chỉ lấy vấn đề quan viên hủ bại của Bình Hải mà nói. Không phải là một ngày dưỡng thành, ủy ban kỷ luật chúng tôi quả thực phải gánh vác một số trách nhiệm, nhưng không thể gánh vác tất cả trách nhiệm được. Chọn lựa, bổ nhiệm, khảo hạch huấn luyện quan viên là một quá trình trường kỳ, cần các bộ ủy hiệp đồng công tác, hiện tại quan viên xảy ra vấn đề. Liền đổ hết tất cả trách nhiệm cho ủy ban kỷ luật chúng tôi cho rằng như vậy là không công bình. Tống Hoài Minh hành đã bất nhân với tôi thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tống Hoài Minh còn chưa mở miệng thì bộ trưởng tổ chức Tiêu Nãi Vượng ở bên cạnh đã lên tiếng, đồng chí Lưu Chiêu, lời này có ý gì? Chẳng lẽ nói quan viên hủ bại tất cả là do bộ tổ chức chúng tôi tạo thành? Tôi không có ý này, tôi là nói ủy ban kỷ luật không nên phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Tiêu Nãi Vượng cười một tiếng, có câu nói rất đúng, đánh sắt vẫn cần bản thân phải cứng, tôi muốn hỏi đồng chí Lưu Chiêu một chút. Mấy năm nay, trong những án kiện tham ô hủ bại đã phát sinh, cán bộ của Ủy ban kỷ luật chiếm tỷ lệ không lớn ư. Nam Tích, Bắc Cảng, một đám bí thư Ủy ban kỷ luật xuống ngựa chẳng lẽ vẫn chưa nói rõ vấn đề. Đảng viên Cộng sản chúng ta không sợ có sai lầm, cứ đối mặt là được, vì sao cứ phải né tránh hiện thực, trốn tránh trách nhiệm. Tiêu Nãi Vượng lên tiếng đã biểu lộ rõ thái độ của y, y kiên định đứng chung một chỗ với bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh. Sắc mặt Lưu Chiêu vô cùng khó coi, hắn đang muốn mở miệng thì bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính lên tiếng, lão Tiêu nói không sai, đánh sắt thì bản phân cũng phải cứng. Ngay cả bản thân ủy ban kỷ luật cũng có vấn đề thì nói gì tới giám sát người khác. Lưu Chiêu phát hỏa, ủy ban kỷ luật có vấn đề gì? Ủy ban kỷ luật chúng tôi có vấn đề gì? Thính trưởng Thính Công an Cao Trọng Hòa nói, có chuyện tôi cũng cảm thấy rồi, ủy ban kỷ luật làm việc càng lúc càng không theo thường quy, từ khi bí thư Lưu tới Bình Hải, đã không ít lần hợp tác phá án với hệ thống công an chúng tôi. Tôi nói câu này anh đừng giận, luôn là tiếng sấm thì to mà mưa thì nhỏ, hạ lệnh là các anh, xung phong đi đầu lại là chúng tôi, không sai, vốn cũng là chuyện bụng làm dạ chịu, nhưng chúng ta là quan hệ hợp tác, phải tôn trọng lẫn nhau. Không thể ăn khổ chịu thiệt là chúng tôi, còn công lao thì tất cả đều là của các anh được. Lưu Chiêu trong lòng thầm giận,
con mẹ nó thế này là sao? Sự lên án của Cao Trọng Hòa anh đối với tôi căn bản chính là bịa đặt. Cao Trọng Hòa quả thực có ý trợ giúp, phải nói là oán hận thì y đích xác là có, ủy ban kỷ luật ném củ khoai lang nóng Trương Dương cho họ là không đúng, Lưu Chiêu Anh làm việc có nói với tôi một câu không? Trực tiếp thương lượng với Vinh Bằng Phi rồi quyết định, ai mới là người đứng đầu thính công an, trong mắt anh con mẹ nó còn có tôi hay không? Chu Hưng Dân lẳng lặng nhìn tất cả diễn ra trước mắt, Tống Hoài Minh chủ động khơi mào chiến hỏa, sau đó một đám thường ủy liên tiếp xông lên vây đánh Lưu Chiêu, lực ngưng tụ của Tống Hoài Minh trong thường ủy mình tuyệt không thể sánh bằng. Ánh mắt Lưu Chiêu nhìn về phía Chu Hưng Dân, mà Chu Hưng Dân lúc này cũng đang nhìn hắn, cầm cốc nước lên, chậm rãi uống một ngụm. Lưu Chiêu trong nháy mắt bỗng nhiên dồn hết dũng khí, hắn lớn tiếng nói, tôi làm việc trước giờ đều ngay thẳng, mọi người đã có bất mãn với công tác của tôi thì cứ trực tiếp nói ra. Nhưng ném tất cả trách nhiệm của bộ phận quan viên hủ bại Bình Hải cho tôi thì tôi không ủng hộ, cũng không thể nhận. Bí thư Tống, tôi cảm giác ngài có thành kiến đối với tôi. Mâu thuẫn nếu đã trở nên gay gắt thì đừng sợ, là Tống Hoài Minh anh khơi mào trước, bởi vì anh là bí thư tỉnh ủy, tôi nể mặt anh, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sợ anh, tôi nhất định không khuất phục trước anh. Vẻ mặt của Tống Hoài Minh lúc này vẫn rất thản nhiên, y mỉm cười nói, có gì thì nói trực tiếp ra là tốt nhất, lão Lưu anh nói đi. Lưu Chiêu nói, anh phải chăng là không hài lòng với tôi trong vấn đề xử lý Trương Dương? Chương 2500, vây đánh 2. Tống Hoài Minh nói, lão Lưu à, vấn đề của anh hạn hẹp quá, phải chăng là muốn nói tôi quan báo tư thù? Tôi đâu có. Tống Hoài Minh nói, tôi vốn không muốn nhắc tới vấn đề này, nhưng anh đã chủ động nói ra thì tôi ở trước mọi người sẽ giải thích rõ vấn đề này. Trong ánh mắt Chu Hưng Dân lộ ra vài phần bất đắc dĩ, trong mắt y. Lưu Chiêu trước mặt mọi người đề xuất vấn đề này hiển nhiên là không sáng suốt, Tống Hoài Minh từ lúc bắt đầu cuộc họp thường ủy hôm nay lấy dùng khí thế bức nhân để triển khai chiến trường, mục tiêu đả kích đầu tiên của y chính là Lưu Chiêu, mà dụng ý sau lưng thì chỉ có số ít người mới hiểu, vấn đề của Trương Dương là điểm dẫn nổ, Lưu Chiêu không nhắc tới, Tống Hoài Minh chưa chắc đã nói, nhưng Lưu Chiêu nếu đã lôi đề tài này ra, chẳng khác nào cho Tống Hoài Minh cơ hội mở chiến trường mới. Nhìn thế của Tống Hoài Minh hôm nay, tất nhiên muốn triệt để đốt cháy bó lửa này. Tống Hoài Minh nói, gần đây liên tiếp bắt được mấy quan viên đã bỏ trốn của Bắc Cảng, căn cứ vào tố cáo của tiền bí thư ủy ban kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương, nói Trương Dương bị tình nghi dính líu đến giết người, và bức Trần Cương phải tham dự hủy thi diệt tích. Tôi sau khi biết được tin tức này thì lập tức triệu Trương Dương đến Đông Giang, cũng giao hắn cho ủy ban kỷ luật, lão Lưu, tôi bảo anh tự phụ trách chuyện này có đúng không? Tôi có dặn dò a. Chuyện này anh nhất định phải xử lý theo lẽ công bằng hay không? Lưu Chiêu không thể phủ nhận, gật đầu nói có. Tống Hoài Minh nói, giao chuyện này cho A, một là để tỏ rõ sự công chính vô tư, hai là để tránh hiềm, tôi không muốn bởi vì quan hệ đặc thù của tôi và Trương Dương mà ảnh hưởng đến công tác của Ủy ban kỷ luật. Lưu Chiêu nói, căn cứ vào tiến độ thẩm tra xử lý trước mắt thì tình tiết vụ án trên cơ bản đã sáng tỏ, Trần Cương và Viên Hiếu Thương. Hai kẻ có liên quan tới vụ án đều đã thừa nhận Trương Dương giết chết phụ nữ Thiên Nhai Tang Bối Bối, và sự thật hắn đã hủy thi diệt tích. Lưu Chiêu rõ ràng muốn trở mặt với Tống Hoài Minh, dù sao đã xé rách ra mặt rồi, đừng trách tôi vô tình. Thính trưởng thính công an Cao Trọng Hòa nói, bí thư Lưu, lời này của anh tôi có chút không rõ, tình tiết vụ án gì? Ai lập án, chỗ tôi còn chưa có kết quả mà. Kết luận của anh từ đâu? Từ lúc nào thính công an chúng tôi do Ủy ban kỷ luật quản vậy? Những lời này của y hỏi rất đúng chỗ, chẳng những chặn ám tiễn của Lưu Chiêu cho Tống Hoài Minh, còn lật tay tát lại một cái. Lưu Chiêu rõ ràng cảm thấy mình bị cô lập. Bộ trưởng tuyên truyền Thiếu Nguyên Bình nói, mọi người ai có phân công nấy, chức quyền rõ ràng, tôi thấy tùy tiện vượt qua quyền lực của mình là không đúng. Cao Trọng Hòa nói, nếu đã nói tới công tác bản chức của tôi có lời muốn nói, thứ nhất, chuyện của Trương Dương vẫn chưa lập án là Trần Cương, là Viên Hiếu Thương. Thứ hai, căn cứ vào nguyên tắc phá án của cảnh sát chúng tôi, chỉ bằng vào chứng của một mình Trần Cương, chúng tôi vẫn không thể xác định Trương Dương giết. Về phần Viên Hiếu Thương, hắn hiện tại không hề cung cấp bất kỳ chứng cứ về việc Trương Dương giết người và hủy thi diệt tích, chúng ta phải tôn trọng sự thật, không thể ăn nói lung tung. Lưu Chiêu giống như bị người ta tát một cái, sắc mặt vô cùng khó coi, rõ ràng tình huống hắn biết được là Viên Hiếu Thương đã thừa nhận, nhưng sao lại đột nhiên phủ định cung. Nếu như thực sự là vậy, chuyện liền phức tạp rồi. Cao Trọng Hòa nói, vừa rồi Bộ trưởng Tiêu có câu nói rất đúng, mọi người ai có phân công nấy, tùy tiện vượt quá quyền lực là không tốt,
tôi ở đây có mấy câu hỏi đồng chí Lưu Chiêu, Bí thư Tống bảo anh điều tra Trương Dương, là công tác trong phân quản của Ủy ban kỷ luật các anh, vì sao anh giao Trương Dương cho Thính công an chúng tôi? Lưu Chiêu nói, tuy rằng ai có phân công nấy, nhưng mọi người cũng có thể hợp tác với nhau, chuyện này liên quan tới tội hình sự, đương nhiên cơ quan công an các anh phải hiệp đồng công tác. Cao Trọng Hòa nói, Trương Dương bị song quy à? Hay là song khai? Đều không phải, Ủy ban kỷ luật các anh cứ như vậy giao người cho chúng tôi, có ý gì? Có lẽ có ư, tôi không phải lên tiếng cho Trương Dương, nếu như hắn phạm tội, tôi đương nhiên sẽ bắt hắn, mặc kệ hắn là con rể của ai, tôi cũng sẽ không nể mặt, nhưng làm việc phải có quy tắc, phải chú ý trình tự. Cơ quan công an chúng tôi cũng không thể tùy tiện bắt người, chuyện là các anh làm, nhưng phiền toái đều bắt chúng tôi gánh, đây là hợp tác mà các anh gọi ư. Bộ trưởng tổ chức Tiêu Nãi Vượng nói, về việc xử lý đồng chí Trương Dương, quả thực tồn tại vấn đề rất lớn, Bí thư Lưu, anh làm công tác ủy ban kỷ luật cũng không phải ngày một ngày hai, đối với xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật chắc hiểu rõ hơn chúng tôi, sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Anh làm như vậy, sẽ làm rất nhiều đồng chí cảm thấy mê hoặc, có người thậm chí sẽ cảm thấy anh có thành kiến với Bí thư Tống, anh đang quan báo tư thù. Bỏ đá xuống giếng tuyệt đối là một trong những tố chất cơ bản mà cán bộ phải có. Lưng Lưu Chiêu đã ứa mồ hôi lạnh, Tiêu Nãi Vượng này thâm thật, anh ủng hộ Tống Hoài Minh thì cũng không đến mức nói tôi quan báo tư thù chứ. Tôi có thù với anh à. Lương Thiên Chính nói, Lão Lưu và Bí thư Tống không có mâu thuẫn gì đâu, tôi thấy không đến mức là quan báo tư thù, có điều chuyện này các anh xử lý đích xác có chút không thỏa đáng, Trương Dương cũng không phải là củ khoai lang nóng, anh vội vã ném cho Thính công an làm gì. Nếu như anh tra ra vấn đề của hắn, song quy, song khai đi. Anh giao hắn cho Thính công an, chính là nói dày tất cả có trách nhiệm sang bên Lão Cao, nếu như Thính công an có thể thay thế công tác của Ủy ban kỷ luật thì như vậy Ủy ban kỷ luật các anh tồn tại còn ý nghĩa gì? Để Lão Cao kiêm nhiệm bí thư Ủy ban kỷ luật luôn cho rồi. Mới nghe thì Lương Thiên Chính như là đang nói đỡ cho mình, nhưng nghe xong hai câu mới phát hiện Lương Thiên Chính so với Tiêu Nãi Vượng còn ác hơn nhiều, đây không phải rượt dây cách chức tôi ư. Nhưng các anh không có quyền này. Chu Hưng Dân thờ ơ nhìn cuộc quần ẩu này, sắc mặt Lưu Chiêu so với bị ăn đòn còn khó coi hơn, Chu Hưng Dân mở miệng nói rất đúng lúc, phương thức thẳng thắn nêu ý kiến này của mọi người là rất đúng, Lão Lưu, không phải là có thù riêng gì với anh đâu, anh có gì muốn nói thì cứ trực tiếp nói ra đi. Y là đang cho Lưu Chiêu một cơ hội xuống đài. Chu Hưng Dân vừa mở miệng, những thường ủy vốn muốn đi lên dẫm mấy phát theo lập tức từ bỏ ý định, tuy rằng Chu Hưng Dân ở Bình Hải là lão nhị. Nhưng không ai dám bỏ qua sự tồn tại của y, nghĩ tới gia tộc phía sau y, không ai dám ngang nhiên đối nghịch. Tống Hoài Minh nói, Lão Lưu, anh nên ngẫm lại đi, trong xử lý vấn đề này, anh thật sự có chút lo trước ngó sau quá, vốn không cần phức tạp như vậy nhưng anh lại khiến nó trở nên rối tung rối mù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 248.